ta mẹ lão hổ giới thiệu vắng tắt. www.giaosusun.com trọng sinh làm hổ, tuyệt vọng hạ, kiến tạo một cái nhà, một cái lão bà, hai cái hổ con, chỉ là cái này lão bà tự hộ có chút không thích hợp, không phải là đại thần chuyển thế A, nhưng không sao, cô ấy không thể đánh bại tôi. Người đánh không lại ta, phải nghe lời ta. Ngao ô HTTPS, www.giaosusun.com Chương 1 trùng sinh hổ vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, giữa núi rừng vô tận, tuyết trắng xóa, gần như bao trùm tất cả. Hư hư trong tiếng kêu đặc biệt, thân ảnh hai lớn ba nhỏ một nhà năm người không nhanh không chậm đi ở trong rừng núi. Da màu đen, răng nanh dữ tợn, chính là một nhà lợn rừng. Cầm đầu hai cái đại, nhìn qua càng là dữ tợn, giáp bụng thêm răng nanh, mấy trăm cân thân hình, rất có loại không kiên nể gì ngang ngược cảm giác. Đột nhiên. Hống. Giống như sấm sét kinh thiên, đột nhiên nổ vang, núi rừng rung động, năm con lợn rừng trong nháy mắt giống như mèo sợ hãi, bộ lông nổ lên, kinh hồn thất thố kêu lên, hốt hoảng chạy trốn, vừa rồi không kiên nể gì, ngang ngược, không thấy chút nào nữa. Bố lợn rừng hình thể lớn nhất, động tác nhanh nhất, xoay người bỏ chạy. Nhưng không đợi nó chạy ra hai bước, một trận cuồng phong đánh úp lại, một con quái vật khổng lồ đã đánh ngã nó xuống đất, răng nanh trắng như tuyết đâm vào cổ họng, hai chân trước phối hợp với thân hình khổng lồ gắt gao để ép ba lợn rừng dãy dụa. Toàn bộ động tác gọn gàng lưu loát, liền mạch lưu loát, không có bất kỳ dừng lại nào, phản phất diễn thử trăm ngàn lần, không cho cha lợn rừng một tia cơ hội. Ngao! Ngao! Tiếng thét chói tai thê lương lộ ra sợ hãi cực lớn, liều hết tất cả dãy dụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì lợn rừng mẹ còn có ba con lợn rừng nhỏ bị tiếng kêu này hấp dẫn quay đầu lại nhìn lập tức lợn rừng mẹ càng hoảng sợ mang theo ba con lợn rừng nhỏ nhanh chóng chạy trốn quái vật khổng lồ yên lặng thu hồi lạnh lẽo ánh mắt không để ý tới đào tẩu bốn con lợn rừng chuyên tâm đối phó dưới thân con này chỉ chốc lát tiếng kêu của ba lợn rừng càng ngày càng yếu dãy dụ càng ngày càng vô lực rất nhanh sẽ bất động không còn hơi thở quái vật khổng lồ lại đợi một lát lắc lắc đầu mới chậm rãi buông lỏng răng nanh, đứng lên. Miệng lớn dính vết máu phun ra khí vụ, có vẻ dữ tận dị thường, mà phối hợp với thân hình khổng lồ kia, càng khí phách không lời nào so sánh. Không tính cái đuôi dài chừng 2 mét một, cái đầu tròn lại lớn, vai cao chừng 1 mét 2. Tiến bộ lông màu nâu vàng, in từng nếp nhăn đen, bụng, tứ chi bên trong hiện lên màu trắng. Hoa văn đen ở giữa trán hình thành chữ vương dị thường nổi bật, ánh mắt nhìn chung quanh, khí phách nghiêng lệch chính là vua của bách thú hổ thói quen quét quét bốn phía không có tới quấy rầy hắn ăn cơm muốn chết tồn tại cũng không dời chỗ con hổ này cúi đầu bắt đầu ăn cơm đầu tiên cắn rách bụng để cho nội tạng theo máu chảy ra trước tiên ăn tim heo gan heo lại ăn những bộ vị khác vừa ăn trong mắt một đôi hổ kia không thể tưởng tượng nổi toát ra ý tứ suy tư nhân tính hóa con lợn rừng này diệt trừ xương cốt chỗ không ăn, đại khái hơn 200 cân, tiết kiệm một chút, đủ cho hắn ăn 10 ngày. Không hổ năm đó thả nó một con ngựa, lớn lên rất nhanh. Lưu lại con lợn cái kia, ba con heo con, heo mẹ bảo vệ heo con lớn lên, heo con lớn lên heo sống, phát triển bền vững, rất tốt. Rất nhanh, ăn mấy chục cân thịt, lão hổ dừng lại ăn cơm, miệng hổ ngậm một cái, kéo cái kia mấy trăm cân thi heo, không chút phí sức địa hành tẩu ở trong núi. Hơn nửa giờ sau, đi tới một chỗ động phủ có chút bí ẩn, đem thi thể lợn rừng đặt ở bên ngoài động, tùy tiện dùng tuyết vùi lấp một chút, lão hổ nhẹ nhàng nhảy lên một tảng đá lớn, mắt hổ hướng phương xa quét đi. Gió lạnh lẽo thỉnh thoảng gào thét, lay động bộ lông trên người hổ. Lão hổ không chút nhúc nhích, phản phất pho tượng, chỉ có nhìn về phương xa một đôi hổ trong mắt, cảm xúc dao động rõ ràng, là vô cùng tịch mịch cùng do dự. Thật lâu sau, thở dài thật dài, Tịch Mịch nhảy xuống tảng đá lớn. Tịch Mịch vẫn như cũ, do dự biến mất. Lại ăn chừng hai mươi cân thịt lợn rừng, hoàn toàn no rồi. Con hổ đi vào trong động, nằm xuống. Trong động, gió lạnh gào thét thanh âm yếu đi rất nhiều, cũng không còn lạnh như vậy. Bất quá lão hổ trong ánh mắt Tịch Mịch càng thêm nồng đầm. Hống gào nhẹ một tiếng, hai mắt khép hờ. Nếu có người có thể nghe hiểu tiếng gầm này, chắc chắn sẽ kinh hãi. Bởi vì tiếng gầm kia đúng là một câu nói Đến tột cùng khi nào mới là đầu A à? Vương hổ chưa từng nghĩ tới Thân là cô Nhi dãy dụ 30 năm Thật vất vả có chút thành tựu Đang chuẩn bị cân nhắc lập gia đình lúc Một lần ngoài ý muốn chết đi Càng không nghĩ tới Sau khi chết đi Từ người trở thành một con hổ Từ khi sinh ra Đến bây giờ Nếu như hắn nhớ không lầm Gần 10 năm thời gian Từ sinh ra ấu hổ đến bây giờ xưng bá núi rừng lại vô địch thủ hổ vương, gần 10 năm thời gian, trong hoảng hốt, hắn cũng không biết mình là như thế nào tới. Có thể sống lại một lần, hắn đương nhiên cao hứng, có thể trở thành một con lão hổ, dù là căn cứ hắn suy đoán, là một con sau khi trưởng thành vô địch sơn trong rừng Đông Bắc Hổ, hắn khẳng định cũng là mất hứng. Gần 10 năm núi rừng dãy dụa đến xưng bá, để cho thân có trí tuệ hắn, chỉ cảm thấy càng ngày càng tịch mịch, nhàm chán không điện thoại di động, không ai nói chuyện, chỉ có sinh tồn, cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn. Đảo mắt nhìn lại, hắn cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào. Ngẫm lại, có lúc còn rất bội phục chính mình. Gần 10 năm thời gian, không biết bao nhiêu lần muốn qua đời. Nhưng cuối cùng vẫn không có bước ra một bước cuối cùng. Cũng không biết bao nhiêu lần muốn đi thế giới loài người. Cho dù là đi bị nhốt ở trong vườn bách thú cũng tốt, ít nhất có thể nhìn thấy người có thể nghe được người nói chuyện. Nhưng cuối cùng, cũng vẫn không hạ quyết tâm. Tự do, phòng ngừa bị hoài nghi, không muốn chết, cùng với một tia kỳ vọng cuối cùng trong lòng, đủ loại nguyên nhân đều làm cho hắn không hạ quyết tâm, vẫn kéo dài tới bây giờ. Bất quá hôm nay, hắn cảm giác mình đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Tịch mịch, nhàm chán quả thực chính là cực hình tàn nhẫn nhất, tra tấn hắn sống không bằng chết. Trong 10 năm hơn 2 năm đầu còn tốt, cùng hổ mụ còn có hai đệ đệ sinh hoạt cùng một chỗ, còn không tính là quá mức nhàm chán. Sau đó bốn năm trước khi rời khỏi hổ mụ, thỉnh thoảng đi thăm hổ mụ, đưa chút đồ ăn cho hổ mụ, cũng còn có thể không có trở ngại. Hơn ba năm trước, hổ mẫu tự nhiên chết đi, hắn liền cơ hồ lại không có chuyện gì khác có thể làm. Trong lúc nhàm chán, thời gian ngủ cũng càng ngày càng dài. Ngay cả việc rèn luyện kiên trì trước kia cũng dừng lại. Hơn nữa căn cứ vào một chút tri thức hắn biết, sau khi lão hổ chừng 10 tuổi, sẽ bắt đầu dần dần tiến vào thời kỳ suy sụp. Tuy rằng hắn hiện tại không có cảm giác gì, thân thể như cũ mạnh mẽ, tối thiểu 350 kg trọng lượng thân thể, tôi luyện đến cực hạn chém vết săn bắn kỹ xảo, để cho hắn như cũ vô địch hắn nhìn thấy tất cả động vật. Dù là những năm gần đây gặp qua những đồng loại kia, thậm chí hùng loại, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn thân là một con hổ hắn tuyệt đối đạt tới tuyệt đại bộ phận hổ đều không đạt tới trình độ nhưng hắn cũng không thể không suy nghĩ nhiều hắn chỉ là một con lão hổ cũng sẽ già thực lực sẽ chậm rãi giảm xuống cuối cùng chẳng lẽ muốn trở thành cái khác động vật đồ ăn hắn không muốn kết cục như vậy hơn nữa tịch mịch nhàm chán đi trước thế giới loài người tiến vào vườn bách thú ý nghĩ tại hai tháng qua càng thêm nồng đậm mỗi một ngày trôi qua hắn cũng cảm giác kiên trì của mình yếu ớt một chút. Có thể ngăn cản tới khi nào? Hắn cũng không biết. Ngao ô. Không dậy nổi tinh thần có chút phiền não trống lên, vương hổ hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Ngủ đi. Ngủ, trong mộng cái gì cũng có. Ngón tay vàng, tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, vinh hòa phú quý. Hô. Chỉ chốc lát, tiếng hô hấp nặng nề bằng phẳng vang lên. Trong lúc ngủ, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, khi mở mắt ra, đã là đêm tối. Lão hổ bình thường ngày phục đêm xuất, vương hổ cũng là như thế, dù sao ban đêm mới là đi săn thời cơ tốt. Bất quá hiện tại không thiếu đồ ăn, hắn cũng không có hứng thú đi săn, ra cửa động lại ăn chừng 20 cân thịt lợn rừng, trở về trong động tiếp tục ngủ. Ngủ không được, liền cẩn thận nhớ lại chuyện dĩ vãng, ảo tưởng kỳ vọng trong lòng, chậm rãi, liền ngủ thiếp đi đó là tất cả về kinh nghiệm đảo mắt chính là bảy ngày thời gian vốn định tiết kiệm chút ăn thịt lợn rừng vẫn là không thể tiết kiệm ăn không còn ăn uống no đủ thật sự không buồn ngủ lại thở dài một hơi mạnh mẽ đè xuống ý nghĩ kia nhìn về một phương hướng khác đã lâu không gặp nhị hổ tam hổ nếu không đi xem bọn họ thế nào ý niệm trong đầu cùng nhau liền quyết định xuống thật sự rảnh rỗi đến nhàm chán đi xem cũng không có gì. Nói đi là đi, thân hình khổng lồ lại có vẻ nhẹ nhàng dị thường, cho dù là tuyết sâu cũng không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn, rất nhanh liền đi vào trong núi rừng tự như không có giới hạn. Dọc theo đường đi, vương hổ cũng không vội, tốc độ không nhanh không chậm, càng nhiều là du ngoạn. Dù sao núi rừng này cũng không có động vật có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, về phần nguy hiểm nhất nhân loại, hắn ngay từ đầu lo lắng, chậm rãi cũng phát hiện cái này to lớn khu vực hẳn là xem như tự nhiên khu bảo tồn nhân loại cũng sẽ không nhúng tay động vật sinh tồn trong lúc đó sự tình về phần thế giới này đến tột cùng có phải là thế giới kiếp trước của hắn hay không hắn cũng không biết mặc dù có chút tò mò nhưng cũng sẽ không tìm đường chết đi biết rõ ràng dù sao kiếp trước thế giới kia hắn không có bao nhiêu lưu luyến có biết hay không cũng không có gì khác nhau lớn hắn chỉ biết là quần áo cùng một ít nhiếp ảnh các loại đồ vật cùng một đời nhìn qua không kém nhiều lắm. Ba ngày sau, vương hổ đã ra khỏi địa bàn của hắn, tiến vào cái khác lão hổ địa bàn. Tìm thư uyển www chấm com không có bất kỳ cố kỵ, như trước đấu đá lung tung, lại đi hai ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba năm trước khu vực này chính là hắn nhị đệ, nhị hổ địa bàn. Địa vực rộng lớn, hắn cũng không muốn lập tức tìm được, không hoảng không vội tìm kiếm. Một ngày sau, đi lại trong rừng núi đang chuẩn bị săn mồi vương hổ thân hình dừng lại tiếng hổ gầm yếu ớt truyền đến hơn nữa còn là hai con ánh mắt lạnh lẽo bước chân nhanh lên tuy rằng nhị hổ đều đã không nhận hắn cái này đại ca nhưng nếu đã gặp hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ người khác thương tổn nhị đệ này Hống. gào nhẹ một tiếng tốc độ càng lúc càng nhanh mấy trăm kg thân hình khổng lồ tại này núi rừng tuyết trắng ở giữa lại phản phất như cá vào nước, mang theo từng trận cuồng phong đi về phía trước. Không bao lâu, rẽ qua một cái đỉnh núi, hai đạo tiếng hổ gầm càng phát ra vang dội cùng kịch liệt, phản phất sau một khắc liền muốn đánh nhau đồng dạng. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, vương hổ thân ảnh chính là dừng lại, trợ cái xem thường, không có nhúng tay tâm tư. Lão nhị này, nguyên lai like là muốn hai mươi. Hắn không giúp được gì nhiều. Trong lòng cười, không có tới gần, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn giải quyết. Xa xa nhìn thấy người này còn bình an không việc gì, hắn cũng đã thỏa mãn. Xong việc lại theo thường lệ thu thập hắn một trận liền đi thăm lão Tam. Hạ quyết tâm, lặng lẽ tới gần một chút, nhìn rõ hơn một chút. Ân, ừ, vẫn là không thay đổi, tuy rằng hình thể rõ ràng không bằng hắn, nhưng cũng không kém với bình thường hùng hổ, hơn nữa tinh thần rất tốt, hiển nhiên sống không tệ. Cẩn thận đánh giá nhị hổ vài lần, liền nhìn về phía đối diện nhị hổ, rõ ràng là không muốn cái kia. Nhất thời, ánh mắt vương hổ sửng sốt. Đẹp quá! Lần đầu tiên viết thể loại này, hãy thử nó. Chương 2 Nếu không thì, lập gia đình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, đẹp quá! Không kìm lòng được, ba chữ này xông lên trong lòng, dù là kiếp trước thân là nhân loại, thẩm mỹ quan nghiêm trọng nghiêng về nhân loại, cho dù gần 10 năm hổ sinh cũng không thể thay đổi bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy con hổ cái kia, hắn vẫn dâng lên ý niệm này. Cái kia hổ cái nhìn qua không quá lớn, vai cao không đến một mét, phỏng chừng cũng liền 150 kg tả hữu, vương hổ liếc mắt một cái liền có thể xác định, đây là chỉ rời đi mẫu thân không lâu hổ cái, 3 tuổi tả hữu. Hình thể như vậy, trong giới động vật lấy hùng tráng làm đẹp, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Nhưng bộ lông trên người con hổ cái này, ba loại màu sắc, đèn thầm thúy tỏa sáng, trắng noãn như tuyết, màu sắc vốn nên nâu vàng biến thành màu vàng. Ba loại màu sắc cấp độ rõ ràng, không có chút nào hỗn độn cảm giác, càng giống như không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ cực kỳ. Vội vàng liếc mắt một cái không cảm thấy, khi vương hổ nhìn kỹ lúc, liền ngay cả hắn đều bị kia một thân bộ lông sợ hấp dẫn. Đẹp quá! hắn chưa từng thấy qua bộ lông xinh đẹp như vậy, ánh mắt không chấp một cái, lặng lẽ tiếp tục tới gần, nhìn càng ngày càng rõ ràng. Mà thấy càng rõ, trong lòng lại càng có một loại rung động. Bộ lông xinh đẹp đến mức tận cùng, đầu hổ vừa tròn vừa lớn đang nhe răng trận mắt, đã có loại cảm giác đáng yêu đặc biệt. Phối hợp với bộ lông của cô, một loại khí chất cao quý, không thể xâm phạm tự nhiên sinh ra. Chạm đến hai mắt, trong lòng vương hổ lại chấn động lạnh quá. Sông hổ trong mắt tất cả đều là băng lạnh, giống như núi băng trên đỉnh núi cao. Cao quý, lạnh lùng, không thể xâm phạm, giống như một vị nữ vương nhìn xuống hết thảy. Ý nghĩ vừa ra, vương hổ cảm giác có chút buồn cười. Nghĩ nhiều quá. Chỉ là một con hổ cái mà thôi. Bất quá một ý niệm lại giống như cắm rễ, vùng không đi, con hổ cái này không tầm thường. Đồng thời, một loại ý nghĩ khác thường lặng lẽ xuất đầu nhưng chưa kịp ngẫm lại, thế cục trong mắt đã biến đổi. Ngao ô! Nhị hổ như là nhẫn nại thật lâu, rốt cục nhìn không được, trong tiếng hô tràn ngập cấp bách, trực tiếp mạnh mẽ nhào tới. Con hổ cái kia răng nanh lộ hết, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí, không chút lưu tình, hướng chỗ hại của nhị hổ tập kích đi, thân hình cực kỳ linh hoạt. Hai cái dây dưa đơn giản, nhị hổ tạm thời lui bước. Hống! Tiếng trống nổi giận đùng đùng nổ lên, tự hồ còn có chút khó hiểu. Đối phương muốn giết nó. Trong mắt dần dần cũng có lạnh lẽo dâng lên. Mà lúc này, vương hổ có chút không thể tin, cái kia lão hổ cái trong mắt, là chán ghét. Nháy mắt mấy cái, vương hổ đem con mắt trừng đến lớn nhất, hắn không nhìn lầm, cái kia con cọc cái trong mắt ngoại trừ lạnh như băng, còn dâng lên chán ghét. Chán ghét trần trụi cực hạn, giống như căn bản khinh thường nhị hổ, hoàn toàn khinh thường trí tuệ của nàng có thể không thấp. Không, rất có thể là con hổ cao nhất mà hắn từng thấy. Một loại vui sướng khó hiểu dâng lên. Đột nhiên, một cổ sao động xuất hiện trong cơ thể, phối hợp với ý nghĩ lặng lẽ xuất đầu. Một ý nghĩ đã từng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng chưa từng nghĩ tới chân chính đi làm mãnh liệt trào ra. Nếu không, thành một gia đình. Hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, toàn thân căng thẳng kết hợp với một con hổ cái, sinh ra một con hổ nhỏ. Gần 10 năm hổ sinh trải qua, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là chuyện phi thường to lớn. Trước kia ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, ý nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện liền bị trấn áp, dù sao hắn kiếp trước là người, thẩm mỹ quan vấn đề này không thay đổi được. Hơn nữa kiếp trước hắn khát vọng nhất chính là có thể có một gia đình, hai bên kết hợp, có thể nghĩ chuyện này đối với hắn trọng yếu trình độ. Nếu là mấy năm trước hắn vẫn sẽ trấn áp ý nghĩ này nhưng hiện tại mắt hổ nhìn trời một cổ tuyệt vọng hiện lên gần một thập kỷ tất cả kỳ vọng ảo tưởng đã từng không còn hắn nhất định cũng chỉ là một con hổ bình thường kế tiếp sẽ tiếp tục tịch mịch nhàm chán chẳng lẽ cứ như vậy đi thế giới loài người bị nhốt ở trong vườn bách thú hắn không muốn hắn muốn có một ngôi nhà điều tôi nghĩ nhất trong hai đời giống như trong nháy mắt đó vô cùng tuyệt nhiên rơi xuống mắt hổ chuyển qua dị thường kiên định đời trước không làm được chuyện đời này làm hổ thì thế nào hổ mẹ thì không thể là vợ hắn tiểu hổ sẽ không phải là con của hắn hắn cũng là hổ gắt gao nhìn về phía con hổ cái kia nhiệt khí từ miệng mũi phun ra em là của anh tại ta sắp chống đỡ không nổi thời điểm xinh đẹp như vậy độc đáo ngươi xuất hiện ở trước mặt ta con mẹ nó đây là lão thiên gia nhất định ngao ô hổ khiếu có thể khiến vạn thú kinh hồn đột nhiên nổ vang vô cùng ngẩng cao xa xưa so với lôi đình càng chấn động thế gian tứ chi bộ động mang theo mảnh hổ xuống núi không thể ngăn cản chi thế gào thét phóng đi cách đó không xa hai hổ đang chém vết cùng một chỗ bị tiếng rít kia làm cho giật mình lập tức tách ra nhìn lại lập tức liền nhìn thấy một màn vô cùng hung mảnh kia. Thư hổ hai mắt hiếp lại, vẫn là ngẩng cao đầu, dị thường cao ngạo, không chút nào yếu thế. Nhị hổ thì rõ ràng sửng sốt, một chút sợ hãi hiện lên, lập tức lui về phía sau vài bước, nhìn thư hổ, lại nhìn vương hổ vọt tới, qua lại vài lần. Hống. Một tiếng gầm nhẹ không cam lòng, sau một khắc xoay người chạy về phương xa. Vương hổ không ngoài ý muốn, từ sau khi hắn đạt tới đỉnh phong, trong đồng loại nhìn thấy hắn không chạy chỉ có mẫu không có công cũng không biết lão nhị có nhận ra người đại ca này không ý niệm cùng nhau liền lại không quan tâm hiện tại quan trọng là lão bà trước mắt đúng vậy chính là vợ về phần đoạt lão nhị coi trọng căn bản không tính là chuyện hơn nữa đều thói quen từ nhỏ đến lớn hắn muốn cái gì đối phương đều phải ngoan ngoãn nhường ra đây chính là quy luật của tự nhiên cường giả vi tôn giảm tốc độ, không hoảng không vội tới gần con hổ cái, đầu ngẩng lên, tứ chi cất bước, so với dĩ vãng càng thêm khí phách nghiêng lệch, giống như trên trời dưới đất, duy hắn độc tôn. Hống. Đột nhiên, thư hổ gầm nhẹ, làm ra động tác chém vết. Tiếng hô làm cho trong lòng còn có chút khẩn trương vương hổ mãnh liệt tỉnh táo lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía con hổ cái này. Có chuyện gì vậy? Trong cặp mắt kia vẫn là lạnh như băng, chán ghét giống như đối với lão nhị, chẳng thèm ngó tới. Chớp mắt mấy cái, vương hổ dừng bước, lộ vẻ khó hiểu. Suy nghĩ một chút, nhìn xuống xấu hổ, gầm nhẹ một tiếng, ý tứ cầu giao phối lộ ra. Tuy rằng lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng gặp qua không ít, không khó. Hống. Tiếng hổ cái gầm nhẹ càng thêm lạnh lẽo. Vương hổ chân chính có chút bối rối, hắn bị cự tuyệt. Hắn cư nhiên bị cự tuyệt lại có hổ cái cự tuyệt hắn hít sâu một hơi đè xuống sự khó tin trong lòng đây hoàn toàn không phải hắn tự kỷ lấy hình thể của hắn tuyệt đối là lão hổ giới bên trong đỉnh cấp cao phú soái trừ phi hổ cái ở vào mang thai hoặc là mang hài tử thời điểm nếu không không có hổ cái có thể cự tuyệt hắn nhưng lúc này cái này không tầm thường cái lão hổ cái tư thái kia rõ ràng chính là hắn dám tiến lên liền cùng hắn sinh tử quyết đấu dáng vẻ cái loại khinh thường này thật giống như một vị bạch phú mỹ đứng đầu nhìn nam nhân xấu xí căn bản chướng mắt vương hổ có chút nở nụ cười đồng thời cũng tỉnh táo lại con hổ cái này chướng mắt lão nhị mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có gì ghê gớm lão nhị vốn cũng không xuất sắc lắm nhưng còn chướng mắt hắn sẽ không bình thường khẳng định có nguyên nhân vừa đánh giá vừa suy tư mang thai hoặc mang thai hai điểm này đương nhiên không phải hắn có thể nhìn ra không mang thai tuổi này thời điểm sinh con khả năng cũng không lớn quan trọng hơn là hắn không ngửi thấy trên người nàng có mùi ấu hổ nhưng đó là cái gì tình dục chưa trưởng thành cũng không đúng hình thể này chừng ba tuổi hổ cái khẳng định tính thành thục cái dạng này cũng không giống tình huống tình dục chưa trưởng thành càng giống như là chướng mắt chính mình không xứng cùng tương giao giống như sinh vật cao đẳng chướng mắt sinh vật thấp đẳng, con người chướng mắt khỉ, sẽ không giao phối với khỉ. Nghĩ vậy, có chút tức cười, lấy đâu ra ngạo khí lớn như vậy? Lão tử cũng không ghét bỏ ngươi, ngươi còn ghét bỏ lão tử. Hống. Tiếng gầm nhẹ cường ngạnh, tứ chi vương hổ lần nữa bước tới gần. Nếu hắn đã hạ quyết tâm, vậy nhất định phải làm, một con hổ cái mà thôi, làm sao có thể phản kháng được hắn. Hống sau một khắc, con cái giống như là bị vương hổ tới gần hành động hoàn toàn chọc giận, vậy mà dẫn đầu nhào tới. Vương hổ lại cười, tên ngốc này. Tráng kiện hữu lực trưởng trước nhanh như ti chớp hô một tiếng, thể trọng còn không bằng hắn một phần hai hổ cái lập tức bị đập ngã xuống đất. Chi trước bổ nhào, không có bắn ra móng vuốt sắc bén, thân thể đặt ở trên người hổ cái, chỉ dùng lực lượng cùng thể trọng chế trụ nàng. Tìm thư uyển www chấm com hống hổ cái trống giận liên miên không dứt, không ngừng điên cuồng phản kháng dãy dùa, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Vương hổ cũng không tốn nhiều công sức chế trụ con hổ cái ngây ngốc này, bỗng nhiên hoài nghi nàng là như thế nào sống sót lớn lên. Hình thể chênh lệch lớn như vậy, nàng lại dám chủ động xông về phía hắn, động thủ với hắn. Đây không phải là muốn chết sao? Cổ ngu ngốc này, có chỗ nào giống lão hổ tính cách cẩn thận? Đồng thời cũng kịp phản ứng, con hổ cái ngốc này nếu không muốn vừa rồi tại sao không chạy trốn nhị hổ đều quyết đoán chạy trốn con hổ cái ngốc này lại không có bất kỳ ý tứ chạy trốn nào giống như hai chữ chạy trốn căn bản là không tồn tại trên người nàng sẽ không giống nhau đủ loại nghi hoặc nghĩ không ra vương hổ cũng rất cao hứng loại nghi hoặc này không phải đều nói rõ con hổ cái ngốc này không tầm thường sao cô càng không bình thường thân là vợ anh mới càng tốt mới không hổ là anh cưới cô làm vợ. Hắn mới có thể dễ chịu một chút. Nghĩ vậy, cũng không tức giận nhiều, tiếng hô liên tục, muốn trấn trụ con hổ cái ngốc này. Hống. Ngao ô. Trong lúc nhất thời, hai đạo tiếng hổ gầm dây dưa lấy, càng ngày càng ngẩng cao, giống như ai cũng không nhường ai. Một hồi, vương hổ lại nổi giận. Mẹ nó, nói không thông. Con hổ cái ngốc này thật giống như một sợi gân, hoàn toàn không thông, không đồng ý giao phối, hoàn toàn khinh thường hắn. Trong lòng giận dữ, răng nanh lộ ra, móng vuốt cũng bắn ra. Ngao ô! Nếu không đồng ý, chết! Gào thét một tiếng, miệng to đặt trên cổ cọp cái, khí tức lạnh như băng tràn ngập. Sách mới cầu các loại ủng hộ, cảm ơn. Chương 4 Ngu ngơ có, vết gấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, những ngày tiếp theo, như mọi khi. Đánh nhau, tạo hổ con, ngủ, trong lúc đó còn bắt một lần săn bắn. Thẳng đến ngày thứ sáu, vương hổ còn đang suy nghĩ biện pháp, bỗng nhiên phát hiện, một ngày này trôi qua, khờ khạo cư nhiên không tới tìm mình đánh nhau, tạo tiểu lão hổ. Trong lòng nghi hoặc, chủ động tìm tới cửa, đi tới trước huyệt động, khẽ hô. Ngay sau đó, ngao ô tiếng hô địch ý cực kỳ cảnh giác từ trong động truyền ra đảo mắt thân hình xinh đẹp ngây ngô kia xuất hiện ở trong mắt vương hổ vương hổ nhìn một chút thở phào nhẹ nhõm không có việc gì không có việc gì là tốt rồi về phần tư thế chém dết của đối phương hắn căn bản không để vào mắt làm quen với nó đi lui về phía sau vài bước đi tới bên ngoài hang động chuẩn bị trống ra địa phương hảo chiến đấu bất quá vài giây sau vương hổ có chút khó hiểu tên ngốc này cư nhiên không theo ra khỏi huyệt động. Tuy rằng vẫn như trước một bộ dáng tùy thời có thể nhào tới, nhưng đã hiểu rõ không ít vương hổ khờ khạo này phát hiện không đúng. Nàng cũng không theo ra ngoài huyệt động, đây, tự hồ cũng không phải ý muốn khai chiến. Ngu ngốc không đánh với hắn. Trong lòng sửng sốt, trong lòng suy tư nguyên nhân. Sức điên cuồng của anh tóc húi của đối phương, khẳng định không phải đột nhiên yếu bớt như vậy, nhất định có nguyên nhân mệt à vẫn chưa hồi phục không đúng đã một ngày rồi hơn nữa đối phương còn đi săn không giống mệt mỏi huống chi coi như là mệt mỏi lấy hắn đối với cái này khờ khạo hiểu rõ cũng không nên là như vậy tư thái một đôi mắt hổ cẩn thận quét qua cuối cùng dừng lại ở đối phương trên bụng chẳng lẽ nàng có ý niệm cùng nhau tinh thần chính là đại chấn rốt cuộc đè không nổi nữa ánh mắt nhìn ngây ngô đều thay đổi phản Phất có quan mang chợt bắn, gắt gao nhìn chằm chằm bụng của nàng. Nhất thời, tự hồ bị tư thái này làm kinh sợ, hổ cái theo bản năng lui về phía sau nửa bước, gầm nhẹ lên. Thở sâu một hơi, vương hổ đè xuống kích động bất an tâm, còn không xác định, không thể cao hứng quá sớm. Không thể vui mừng quá sớm. Miễn cưỡng đè nén cảm xúc, thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định quay về trong động tỉnh táo lại rồi nghĩ tiếp. Động tác chậm rãi lui về phía sau rời đi dựa theo hắn biết hổ cái nếu có sẽ dị thường mẫn cảm cùng cẩn thận ngay cả hổ đực cũng sẽ bị đuổi đi một mình sinh con hổ nhỏ hắn cũng không muốn kích thích đến khả năng đã có này khờ khạo vốn là khờ lại bị kích thích ai biết sẽ phát sinh cái gì thẳng đến khi vương hổ thân ảnh không thấy lão hổ cái mới chậm rãi thu hồi tư thế một đôi lạnh như băng ánh mắt nhìn bụng mình lần đầu tiên hiện lên một chút cực kỳ có trí tuệ ôn hòa sau đó, chậm rãi trở về huyệt động. Trở lại trong động, vương hổ đi qua đi lại, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Hắn có thể có con. Cuộc sống gần 40 năm, vẫn luôn không ngừng dãy dụa, sống sót. Hai tử, hai chữ vô cùng đơn giản, đối với hắn mà nói lại nặng như thái sơn. Thật lâu sau, miễn cưỡng tỉnh táo một chút, mắt hổ liền chớp. Còn chưa xác định, phải xác định trước rồi nói sau bất quá trước khi xác định một loạt chuẩn bị đều phải lập tức bắt đầu làm đầu tiên coi chừng tên ngốc này hổ mẹ sau khi mang thai đều sẽ tìm một địa phương ẩn mật làm huyệt động sinh con tên khờ khạo này cũng rất có thể vụng trộm rời đi phải trông chừng nàng ít nhất phải biết hang động cô tìm được biết vị trí của cô phải từ giờ trở đi không ngủ nữa nàng tùy thời có thể đi thời khắc nhìn chằm chằm nàng Chờ nàng ra khỏi động đi săn rồi trở về, khi đó lại nhân cơ hội ngủ, đi săn. Quyết định rồi. Chú ý nhất định, lập tức hành động, đem một ít cỏ cùng gia thú trong động dời đến cửa động, liền đội gió lạnh, thời khắc chú ý huyệt động cách đó không xa. Trong lòng còn sắp xếp lại những chuyện đã nghĩ đến mấy ngày nay. Không bao lâu, Vương Hổ liền nhìn thấy tên ngốc kia ra khỏi động, tinh thần phấn chấn, cẩn thận từng ly từng tí chờ nàng đi xa, lặng lẽ đi theo phía sau dọc theo đường đi hắn cũng không biết mình có bị phát hiện hay không nhưng hắn cảm giác này khờ khạo giống như đang tìm kiếm cái gì chuyên môn đi loại kia hẻo lánh địa phương trong lòng vừa cao hứng vừa buồn bực cao hứng hắn đoán rất có thể không sai khờ khạo thật sự có chuẩn bị đi ra ngoài sống một mình buồn bực đối phương thật sự muốn bỏ lại hắn đi ra ngoài sống một mình đợi đến khi đối phương tìm mấy giờ trở về sơn động vương hổ nắm chặt thời gian bắt đầu săn bắn vài giờ sau, không có thu hoạch gì, cũng không tiếp tục, trở lại trong động nghỉ ngơi. Hắn cần nắm chắc từng phút thời gian, nhìn chầm chầm vào tên ngốc kia. Liên tiếp vài ngày, đều là cuộc sống như vậy, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vương hổ không có bất kỳ bất an. Ngày hôm nay, tiếp tục lén lút theo dõi, tâm tình vừa tốt vừa xấu. Tốt là cái này khờ khạo đến một cái hẻo lánh ẩn mật huyệt động, đang bố trí một ít đồ vật, cơ bản có thể xác định, nàng là thật sự có, muốn rời đi hắn sống một mình. Xấu là cái dạng này, hắn làm sao tới gần. Trong lúc vắt óc suy nghĩ, vẫn chỉ còn lại có một biện pháp. Mang theo cảm xúc vừa vui vừa bất đắc dĩ, lặng lẽ rời đi. Quả nhiên, từ hôm nay trở đi, tên ngốc kia đã không trở về huyệt động ban đầu. Mà ngày thứ ba, vương hổ kéo một con linh dương còn thừa lại non nữa, đi tới bên ngoài huyệt động ngay ngô tìm, chậm rãi tới gần, buông linh dương dê xuống đi ra xa trốn đi nhìn không tới hai phút ở trong hổ tuyệt đối là thân ảnh xinh đẹp nhất từ trong động đi ra đi tới bên cạnh thịt linh dương ngửi ngửi nâng mắt lên quét về phương xa vài giây sau cúi đầu cắn xuống vương hổ ở xa xa nhìn vui vẻ chịu ăn bất quá rất nhanh cảm xúc cao hứng động lại chỉ thấy ngây ngô kia cắn thịt linh dương kéo về phía xa xa vương hổ đi theo Tận mắt nhìn thấy nàng đem thịt ném ở địa phương cách đó mấy dặm, không có ăn một miếng. Vương Hổ nhìn không nói gì, tên ngốc này. Cô ấy sẽ không biết là tôi tặng chứ. Rất có thể, nàng tuy rằng khờ, một sợi gân, nhưng trí tuệ tuyệt đối rất cao, biết là hắn tặng thịt cũng không phải chuyện kỳ quái. Về phần ném ra ngoài mấy dặm địa phương, rất bình thường. Tiếp tục đặt ở nơi đó mặc kệ, mùi máu tươi rất có thể đưa tới những người săn bắt khác bại lộ vị trí huyệt động, điều này đối với tiểu hổ bất lợi. Đó là lý do tại sao anh ta chỉ gửi một ít thịt linh dương, chứ không phải cả một con. Cả con đối phương phải ăn vài ngày, mùi máu tươi quá lớn, không tốt. Suy nghĩ một lúc lâu, buông việc này xuống. Tiểu lão hổ chuyện lớn, hắn còn không tin, hắn vẫn đưa, ngốc nghếch này vẫn không ăn. Mà hiện tại, hắn cũng là thời điểm đi làm chuyện hắn nên làm. Tứ chi tráng kiện hữu lực cất bước, rất nhanh bôn tập mấy dặm, giống như một trận gió thổi qua, nhảy lên một tảng đá lớn, uy phong lẫm liệt, thân hình tràn ngập khí phách, ở trong gió lạnh dị thường lạnh khốc. Hổ thị tứ phương, an tĩnh liên miên sơn mạch đều ở đáy mắt. Mười mấy giây sau, như là tìm được phương hướng, nhảy xuống tảng đá lớn, hướng một phương hướng thẳng đi. Trong đôi mắt, là lạnh lẽo trần trụi. Lần chạy này, chính là gần một ngày thời gian, lại nghỉ ngơi một hồi, đi tới một cái huyệt động trước ngao ô. Tiếng gầm tràn ngập khiêu khích vang lên. Hống. Vài giây sau, trong huyệt động một tiếng gầm thét tràn ngập bạo ngược truyền ra. Một con quái vật khổng lồ chạy ra, màu nâu bộ lông, vai cao hơn một mét, mập mạp thân hình giống như một tảng đá lớn. Chính là trong núi rừng này, một loại thợ săn đỉnh cấp khác. Gấu xám. Vương hổ lạnh lùng nhìn đối phương, cái kia ít nhất hơn 400kg thân hình cũng không thể để cho hắn sinh khởi bất luận cái gì kiên kỵ. Trong địa bàn của hắn, con gấu đực này là một trong những tên lợi hại nhất ngoài hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như tên ngốc kia gặp nó, không có bất kỳ phần thắng nào, lại lấy tính cách của anh tóc húi của nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, con gấu đực này cũng chỉ có thể sớm đi chết. Tuy rằng lúc này đối phương đang ngủ đông, hẳn là không gặp được, cũng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất gấu ngủ đông cũng có thể bởi vì đói bụng thức tỉnh đi ra tìm thức ăn hắn sẽ không cho phép bất cứ tồn tại ngoài ý muốn nào trong địa bàn của hắn không thể tồn tại bất cứ động vật nào uy hiếp mẹ con ngây ngô kia sát ý đạt tới đỉnh phong miệng hổ mở ra móng vuốt sắc bén giống như tiểu đao bắn ra nương theo một trận cuồng phong trực tiếp nhào tới hống cuồng phong thổi quét hôi hùng kia vừa nhìn thấy vương hổ liền rõ ràng khí thế yếu đi thân thể lui về phía sau vài bước, thấy vậy lại liên tục lui về phía sau. Nó sợ. Hống. Tiếng hô bất an, cảnh cáo liên tục, một bên lui về phía sau, một bên thẳng người lên, ý đồ kinh sợ đại địch trước mắt. Đáng tiếc, vương hổ đã giết chết nó. Đảo mắt, theo cùng phong, thân hình khổng lồ tới gần, bàn tay trước đâm tới. Hống. Bị ép đến cực hạn, hôi hùng hoàn toàn nổi giận tay gấu cực lớn hung hăng vỗ xuống. Ngay tại này điện quan hỏa thạch trong lúc đó, vương hổ đuôi xoay một cái, hơn 2 mét thân thể không thể tưởng tượng nổi thành 90 độ quẹo vào, tránh qua kia một chưởng. Lực lượng thắt lưng bụng cường đại, cảm giác cân bằng cực hạn, thần kinh phản ứng thị lực động thái dọa người, kỹ xảo thân kinh bách chiến đạt tới đỉnh cao, đề xuất vô cùng nhường nhuyễn, tràn ngập một loại mỹ cảm. Mà cũng chính là tại tránh qua khoảnh khắc, thừa dịp hôi hùng dùng sức quá mức thân thể nghiêng về phía trước tìm thư uyển vê đút v đúc v đút chấm giao su sinh chấm công vương hổ móng vuốt sắc bén hung hăng trảo tại nó bụng bên cạnh răng nanh cắn tại bả vai nó trong nháy mắt hai chỗ thấy máu hống tiếng trống giận dữ thống khổ nổ tung hôi hùng phát điên vặn vẹo thân thể vương hổ thuận theo lực lượng ngoài miệng hung hăng cắn xuống một miếng thịt lại né tránh ra lùi lại mấy mét chặn phương hướng huyệt động lạnh lùng nhìn tìm kiếm máy bay chiến đấu đối mặt như vậy cái quái vật khổng lồ vương hổ không có một kích định thắng thua ý nghĩ bởi vì như vậy quá khó khăn con gấu này lực lượng quá lớn cho dù hắn cắn cổ lấy thể trọng cùng lực lượng của hắn cũng không nắm chắc đem áp chế như vậy cho dù hắn thắng cũng không thể tránh khỏi bị thương cho nên muốn giết nó thì không thể gấp gáp không thể dùng phương pháp đối với động vật khác phải tìm đúng biện pháp mấy năm nay, hắn tổng cộng giết qua ba con gấu, vẫn là rất có kinh nghiệm. Cứ từ từ, như bây giờ. Hống. Lại là một trận trống giận, hôi hùng trên người đã dính không ít tự thân vết máu, hai chỗ vết thương cũng còn đang không ngừng tuôn ra máu, hơn nữa trên bả vai bị cắn xuống kia khối thịt địa phương. Đối mặt với vương hổ, thân thể lần nữa lui về phía sau, tuy rằng nổi giận, nhưng hiển nhiên, vẫn là sợ hãi chiếm thượng phong, muốn chạy trốn bất quá cũng rõ ràng, xoay người bỏ chạy chỉ là muốn chết. Chỉ có thể từng chút lui về phía sau, dùng tiếng hô trấn trụ đối phương. Vương hổ nhẹ nhàng bước đi, đối phương lui về phía sau một bước, hắn liền tiến lên một bước, một bộ đuổi tận giết tuyệt tư thái. Liên tiếp hơn 10 mét sau, hôi hùng cũng giống như là triệt để minh bạch, trước mặt con mèo lớn này chính là muốn giết nó, căn bản không có bất kỳ đường sống. Đau đớn, tử vong hoảng sợ dưới, triệt để điên cuồng, Rít gào chủ động đánh về phía vương hổ. Sách mới, cầu ủng hộ. Chương 5 Chém dết, liếm hổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, thân hình khổng lồ xung phong, giống như một cổ chiến xa áp tới, khí thế cực kỳ dọa người. Vương hổ cũng không kinh mà cười, đây chính là điều hắn muốn. Không chút hoang mang, cũng chính diện xông lên, tương đối mà nói tốc độ cũng không nhanh khoảng cách ngắn mũi vài mét, dưới sự xung phong của hai con quái vật khổng lồ, trong nháy mắt đã qua. Trước một màn sắp va chạm, làm người ta cả người khẩn trương, tim đập da tóc, vương hổ thò tay trước ra, đầu thoáng duỗi về phía trước, lập tức đưa tới một kích vận thế của tay gấu, theo sát còn có miệng gấu dữ tận. Vẫn là lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi sắp va chạm, thân thể khổng lồ kia, bộc phát lực lượng khiến người ta khó có thể tin. Giữa không trung, Nửa người trên lại là một cái 90 độ tả hữu quẹo cua, làm cho người ta hoàn toàn không biết hắn là như thế nào phát lực. Vừa vặn tránh được tay gấu cùng miệng gấu, còn lại một lần nữa nhào tới trên bả vai, hung hăng cắn một cái, lập tức không dừng lại chút nào, xé xuống một khối máu thịt lắc mình rời đi, làm cho cự hùng nổi giận quay đầu cắn xé hóa thành vô dụng. Hống, đau đớn, hoảng sợ, nổi giận, điên cuồng, các loại tiếng gầm rú xen lẫn cùng một chỗ chấn đến tuyết động chung quanh rung rẩy phát run. Vương hổ không thèm để ý chút nào, phun ra máu thịt trong miệng, bước chân nhẹ nhàng lại khí phách mấy bước, lại ngăn ở trước huyệt động, lạnh lùng nhìn gấu nâu vừa nổi giận vừa hoảng sợ. Hống! Hống! Liên tục trống mấy tiếng, liều mạng biểu hiện ra lực lượng, uy hiếp của mình, còn gấu nâu này lại không có đi tới chém giết nữa. Vương hổ thờ ơ, đây là thủ đoạn thường dùng nhất trong động vật bày tỏ ra mình cường đại, để cho đối thủ biết điều rời đi. Kỳ thực, đây vốn là một phần không tự tin, lúc này, con gấu này sau khi nổi giận, lại một lần nữa dùng tới loại thủ đoạn này. Càng biểu hiện nó hoảng sợ, yếu thế. Không để ý tới tiếng trống ngoài mạnh trong khô này, thử thăm dò một bước tiến lên, bức bách đối phương động thủ lần nữa. Hống. Quả nhiên, một bước này lập tức kích thích thần kinh gấu nâu, tiếng gầm càng thêm hung lệ, bất an, người đứng lên. Nhưng thoáng ngoài dự liệu của vương hổ là nó cư nhiên không có chủ động xông lên lần nữa, chỉ đứng tại chỗ, không ngừng dương nanh múa vuốt. Vương hổ hơi có chút kinh ngạc, đều bị hắn bước đến loại trình độ này, lại còn không có triệt để điên cuồng đi lên cùng hắn liều mạng. Bất quá cũng không có gì, ngàn vạn lần đừng xem thường trí tuệ của động vật, hai cái vừa rồi, hiển nhiên đánh thức nó, dùng ra phương pháp ứng đối hữu lực nhất đối với mình. Đứng tại chỗ ứng địch chuẩn bị một chút không có tiếp tục chờ đợi tuy rằng con gấu này đã bị thương đối với cầm súng nhìn như đối với hắn có lợi nhưng sức chịu đựng của gấu cực kỳ khủng bố hơn nữa hắn cũng không muốn cùng hắn cứng rắn hao tổn thời gian miễn cho đồ sinh biến cố thăm dò lần nữa tiến lên một bước gầm nhẹ ra tiếng tràn ngập sát ý gấu nâu cũng trống giận theo lui về phía sau một bước vương hổ tiếp tục đi tới tông hùng liền tiếp tục lui về phía sau liên tục mấy mét, gấu nâu rốt cục dừng bước lui về phía sau, như là bị ép tới tuyệt cảnh, cổ điên cuồng bạo ngược kia đạt tới một cái đỉnh phong, muốn liều chết một trận chiến. Vương Hổ thấy hắn vẫn không chủ động tấn công, bắt đầu chủ động công kích thăm dò. Gần 10 năm hổ sinh, đối phó không ít gấu nâu, hắn rất rõ ràng, gấu nâu cùng hổ giữa hai người, thực lực kỳ thật cũng không có rõ ràng chênh lệch. Lợi thế thắng bại chủ yếu chính là trọng lượng trọng tải của hai bên chênh lệch không bao lâu, không đến vạn bất đắc dĩ, hai người cũng không liều mạng, làm cho người chết ta sống. Cho dù phân ra thắng bại, dưới tình huống bình thường, người thắng cũng sẽ bị thương, mất nhiều hơn được. Gấu nâu đối phó với hổ, biện pháp tốt nhất, chính là cố thủ tại chỗ. Bởi vì lực lượng của nó tuy lớn, nhưng tốc độ, nhanh nhẹn, vũ khí đều không bằng hổ. Cố thủ tại chỗ, bằng vào lực lượng, sức chịu đựng của mình, đối phó lão hổ mới là lấy sở trường của mình công địch sở đoản tận khả năng phát huy ưu thế của mình giống như con gấu nâu này còn hổ đối phó với gấu nâu như thế nào đồng dạng phải phát huy ra ưu điểm sở trường của mình khi sức mạnh cân nặng của mình không chiếm ưu thế tốc độ nhanh nhẹn cũng không chiếm ưu thế áp đảo tính năng quyết thắng bại hổ đối mặt với gấu nâu cũng chỉ có thể phát huy ra các loại vũ khí của mình so với gấu nâu hổ có quá nhiều ưu thế thần kinh phản ứng sức nhảy sức bật sức cân bằng có thể nói hổ chính là một vũ khí chiến đấu vì chiến đấu mà sinh chỉ có ở trong chiến đấu lão hổ mới có thể đem ưu thế của mình phát huy ra đối phó gấu nâu không thể sốt ruột càng không thể nghĩ một kích định thắng bại chỉ có thể ở trong chiến đấu chậm rãi mài chết gấu nâu tốt nhất để cho nó cũng động đậy hiện tại con gấu này bất động vương hổ không muốn tiếp tục tiêu hao tự nhiên phải chủ động tiến công, ở trong chiến đấu chậm rãi mài chết đối phương. Từ phương diện khác mà nói, chém giết, chiến đấu chân chính, từ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ngao ô. Trong tiếng hô, tới gần, bàn tay thò ra, móng vuốt sắc bén toàn bộ đâm ra. Hống. Móng vuốt vừa tới gần, gấu nâu liền vung tay vỗ xuống, miệng lớn tùy thời cắn xuống. Vương hỗ trảo nhanh nhẹn thu lại, liên tục công kích như ti chớp, đợi dẫn đầu miệng gấu nâu cắn xuống, thân thể mới hoàn toàn nhào tới. Hống! Hống! Hai con quái vật khổng lồ đảo mắt dây dưa với nhau, tiếng trống giận liên tục, tuyết động tung bay, cây cối rung động. Hết thảy phát sinh dị thường nhanh chóng, nhất là động tác của vương hổ, thân hình khổng lồ lại linh mẫn làm cho người ta khó có thể tin được, ánh mắt bình thường căn bản không thấy rõ động tác của hắn. Chỉ có thể đại khái nhìn thấy, tiếng công vượt xa gấu nâu, chiếm cứ thường phong rõ ràng hai mươi mấy giây sau vương hổ chủ động lui ra nặng nề thở hổn hển hai hơi khôi phục một chút lại nhìn gấu nâu cả người lại nhiều hơn không ít vết thương nhất là hai vết thương ở bả vai máu tuôn như suối vương hổ coi như hài lòng lại đến vài lần là có thể triệt để phân ra thắng bại con gấu này chết chắc rồi nửa phút sau một cuộc tấn công khác gấu nâu hoàn toàn điên cuồng tuy rằng khủng bố nhưng đối mặt với vương hổ lúc này, vẫn có vẻ lực bất tòng tâm. Có được trí tuệ tình huống, tôi luyện gần 10 năm vương hổ, một thân chiến đấu kỹ xảo đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, đem thân thể cường đại của bản thân, phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Cộng thêm ngay từ đầu bị thương, ngay từ đầu, trận chiến này đã định trước kết cục. Hơn 20 phút sau, con gấu nâu này hoàn toàn ngã xuống, vương hổ từ sau lưng cắn cổ nó, gắt gao đè nó trên mặt đất thắng bại đã phân lại là mấy phút đồng hồ vương hổ lắc lắc đầu xác định con gấu nâu này đã chết mới buông lỏng miệng há miệng thở dốc đối mặt cường địch như vậy mặc dù không bị thương nhưng cũng rất hao phí khí lực của hắn nếu như không cần thiết hắn cũng mặc kệ để ý tới đối phương dù sao đối phương hình thể trọng lượng cũng không ở hắn săn bắt trong phạm vi đáng tiếc tiểu lão hổ một cái nhà chính là hắn hiện tại toàn bộ ký thác hắn tuyệt đối không cho phép nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh vậy cũng chỉ có thể để cho hắn đi tìm chết về phần cái gì lòng thương hại đã sớm không có trong tự nhiên ăn uống là luật ngao ô đầu ngẩng lên một trận tiếng kêu ngẩng cao khoan thai phát ra chậm rãi phát ra hào khí chiến ý trong lòng về phần bách thú bị tiếng kêu này chấn nhiếp cũng không liên quan đến hắn cúi đầu ăn một ít thịt gấu sau khi no nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị rời đi Mục tiêu thứ nhất giải quyết, kế tiếp, nên cái thứ hai. Bất quá, phải về đưa thức ăn trước. Theo gió lạnh, không chút lưu luyến rời đi, kia đối với thiên nhiên vạn thú mà nói tuyệt đối là bảo vật mấy trăm cân thịt, căn bản không thế nào để ý. Lại tốn gần một ngày thời gian trở lại huyệt động, không nghỉ ngơi, bắt được một con linh dương nhỏ, đưa đến bên ngoài đồng phủ ngay ngô kia. Lại tận mắt nhìn nàng ném thức ăn, buồn bực trời đi. Kế tiếp, nghỉ ngơi một ngày, lại xuyên qua khắp núi đồi thân có trí tuệ nhưng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi vương hổ không nói đối với địa bàn của hắn rõ như lòng bàn tay nhưng có cường giả nào đại bộ phận hắn vẫn là rõ ràng thậm chí chán nản tìm kiếm hang động của chúng nếu không hắn cũng không có khả năng trực tiếp tìm được bên ngoài hang động của con gấu nâu kia đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhất định phải đem khờ khạo mang về địa bàn của hắn sinh tiểu lão hổ lấy thực lực của hắn tùy tiện có thể đoạt một khối địa bàn thật lớn nhưng hắn không biết khối địa bàn kia chỉ có hắn đợi địa bàn của mình mấy năm hắn mới hiểu rõ mới có nắm chắc lớn hơn nữa bảo vệ tốt mẫu tử khờ khạo đảo mắt chính là một tháng trôi qua hai ngày đưa thịt một lần thời gian còn lại tìm kiếm mục tiêu và săn bắn đây chính là một tháng qua sinh hoạt vương hổ ngủ thời gian đều nén đến một cái cực hạn bất quá thần kỳ hắn không có bất kỳ mệt mỏi cảm giác, chỉ có một loại phong phú. Sau khi trở thành hổ, chưa bao giờ có cảm giác phong phú, mỗi ngày đều tràn ngập tinh thần. Xuyên qua rừng núi, đều cảm giác đặc biệt có sức sống. Theo thường lệ, lại là thời gian đưa cơm hai ngày một lần, đem con mồi đặt ở cửa động, chạy đến cách đó không xa trốn đi. Ngay từ đầu hắn cách khá xa, tìm thư uyển, bất quá sau đó cũng rõ ràng tên ngốc kia nhất định là biết là hắn, cho nên cũng không trốn xa như vậy nữa. Rất nhanh, thân ảnh quen thuộc đi ra. Vương hổ gắt gao nhìn chầm chầm bụng của nàng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, dù sao hắn liền cảm thấy cái này khờ khạo bụng lớn chút. Không trốn xa như vậy, một nguyên nhân khác, chính là muốn nhìn xem bụng của nàng. Trong mắt là ý cười cùng nhu hòa, ngay cả cái kia khờ khạo lại một lần đem lòng tốt của hắn ném đi, cũng không tức giận. Hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, tên ngốc này nhất định sẽ ăn đồ ăn hắn tặng. Câu nói kia nói như thế nào, chân thành sở chí, kim thạch vi khai. Sớm muộn gì cũng có ngày. Đưa mắt nhìn khờ khạo vào động, âm thầm cổ vũ cho mình, xoay người rời đi. Bước chân vừa động, đột nhiên, trong lòng có chút chột dạ. Ta đây, có tính là liếm chó hay không? Ánh mắt nhìn bốn phía, biểu môi, hai mắt hơi hư. Hẳn là không tính đi, đó là vợ con tôi, đối xử tốt với vợ con thiên kinh địa nghĩa sao có thể là liếm chó đúng khẳng định không tính liếm chó là liếm thứ mình không chiếm được không phải của mình ngốc nghếch kia là lão bà của ta mang thai hài tử của ta làm sao có thể xem như liếm chó ta là hổ tốt liếm chó không được chết tử tế sao có thể so sánh với hắn liếm chó không được chết tử tế hắn đời trước ghét nhất hắn có thể xưng là phải ân liếm hổ Bất quá liếm hổ không phải nghĩa xấu, là lời ca ngợi, là khích lệ hổ tốt. Ý niệm chuyển động, thành công xác định được quan niệm, tư tưởng chính xác, lại sáng tạo ra một từ ngữ mới. Vương Hổ cước bộ càng có lực, gần nhất mới một cái mục tiêu đã phát hiện tung tích, hắn có nắm chắc hai ngày nay liền giải quyết đối phương. Sách mới, cầu ủng hộ, cảm ơn. Chương 6. Ta có hài tử bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon, window, Aspigon, push, qua. Trong một mảnh núi rừng, tiếng sói kêu trầm thấp vang lên, mười mấy con sói tạo thành bầy sói, giống như nhận được mệnh lệnh, đội ngũ vốn chỉ là đi bộ, lập tức biến thành hành quân nhanh chóng. Hơn nữa toàn bộ quá trình, không có chút nào hỗn loạn, giống như huấn luyện nghiêm chỉnh quân đội bình thường. Chỉ chốc lát, bầy sói này đã tìm được mục tiêu của chúng. Một con lợn rừng mẹ nặng hơn 300 cân, cùng hai đứa con của bà. So với thân hình của lợn rừng mẹ, hình thể của những con sói này nhỏ hơn không ít, nhưng lúc này quan hệ song phương lại có tỷ lệ nghịch. Lợn rừng mụ mụ bất an kêu, mang theo hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy trốn. Bầy sói ở phía sau đi theo, như là cũng không gấp gáp, cũng không có phát động công kích, chỉ là thèm nhỏ dãi như gắt gao đi theo. Mấy trăm mét sau, a à, một tiếng sói tru có vẻ không giống người thường vang lên, bầy sói dường như nhận được mệnh lệnh, giống như từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, lộ ra răng nanh. Tốc độ mãnh liệt nhất lên, rất nhanh, bầy sói liền đuổi theo hai tiểu lợn rừng. Chịch Hai con lợn rừng nhỏ phát ra âm thanh hoảng sợ, mẹ lợn rừng bất đắc dĩ, vội vàng quay người lại ngăn cản bầy sói. Bầy sói cũng không liều mạng, mà nhân cơ hội bao vây ba mẹ con. Sau đó, hơn 10 con sói giống như có mệnh lệnh thống nhất, liên tiếp mấy con mấy con phối hợp, hướng heo rừng mụ mụ đánh tới. Thân hình khổng lồ, lớp da dày, làm cho lợn rừng mụ mụ có vẻ cũng không yếu thế nhiều, ngược lại còn uy phong lẫm liệt, liên tục đánh lui bầy sói tiến công. Bất quá lại không thể thi triển ra kỹ năng sở trường nhất của nó, đấu đá lung tung, bởi vì nó muốn bảo vệ hài tử của nó. Một khi nó rời khỏi hài tử của nó, hai tử của nó khẳng định sẽ lập tức chết dưới miệng sói, cho nên nó chỉ có thể bị động ngăn cản, phản kích. Như thế, không có một hồi, tại bầy sói cuồn cuồng không ngừng công kích hạ, trên người nó liền bắt đầu thấy máu, thở hồng hộc lên. Nhưng cũng có tin tức tốt, tự hồ là lực chú ý của bầy sói đều ở trên người lợn rừng mẹ, chúng nó cư nhiên không thế nào đi thương tổn lợn rừng nhỏ. Qua một lần một chút công kích, cũng chỉ là thăm dò, bị lợn rừng mụ mụ phản kích, liền dừng lại, sau đó tiếp tục công kích lợn rừng mụ mụ mấy con sói một đợt một đợt tiếp một đợt không có bất kỳ đình trệ giống như sóng triều mãnh liệt liên miên không dứt hơn hai mươi phút sau heo rừng mụ mụ trên người máu tươi đầm đìa trong miệng thở hổn hển đại khí nguyên bản giống như thân hình không thể phá vỡ lộ ra suy yếu trong tiếng kêu cũng lộ vẻ hoảng sợ bất an đột nhiên nó tự hồ minh bạch cái gì hung tính đại phát hướng một cái phương hướng ngang ngược phóng đi cũng không có chính diện ngăn cản mà là ngoại trừ mấy con công hướng đi theo tiểu lợn rừng bên ngoài còn lại đều ở bên cạnh đi theo hai con lợn rừng nhỏ dẫn đầu ngã xuống đất không dậy nổi chết đi mẹ lợn rừng nhìn thấy giận dữ quay người lại phóng đi mấy con sói vội vàng tản ra lợn rừng mụ mụ bi thương nhìn đã chết đi hai con lợn rừng nhỏ tiếng kêu rên tiếp tục hướng một phương hướng phóng đi con lợn rừng nhỏ đã chết nó nên tự mình chạy trối chết nhưng lúc này hết thảy đều đã chậm lãng phí đại lượng thể lực cùng bị thương thế của nó đã vọt không ra khỏi bầy sói vây quanh không bao lâu chỉ có thể mang theo sợ hãi ngã xuống cũng không đứng lên được nữa bầy sói tru lên với một niềm vui mà ở đầu gió một đôi mắt từ đầu nhìn tới đuôi quan sát trò hay đàn sói săn heo này bầy sói không hề phát hiện chuẩn bị bắt đầu ăn đột nhiên một trận gió gạo thét mà đến sau một khắc kinh thiên động địa hổ gầm nổ vang ngao ô như là trong thiên địa cương dương nhất lôi đình hạ xuống đảng tẩn thiên hạ hết thảy âm u quần lan giật mình một cái cơ hội tất cả thân thể sói mắt thường có thể thấy được bắt đầu run rẩy hoảng sợ vô cùng bất chấp thức ăn một đôi mắt nhìn về cùng một phương hướng lập tức đồng loạt lui về phía sau cổ sợ hãi kia càng thêm nồng đậm giống như là tùy thời muốn chạy trốn Vương hổ ở ngoài mười thước dừng bước, ánh mắt lạnh như băng, nhìn xuống quét về phía bầy sói, bá đạo, khinh thường. Dường như không để bầy sói vào mắt. Một cổ uy thế vô hình, nhưng chân thật tồn tại, phản phất như một ngọn núi đè về phía bầy sói. Các loại tiếng gầm thấp bất an sợ hãi vang lên trong bầy sói, không ngừng có sói lui về phía sau. Nếu không phải là quá quan tâm đồ ăn, cùng với Lan Vương tồn tại, chúng nó đã chạy trốn giờ phút này còn đứng ở chỗ này cũng chỉ là một phần kiên trì cuối cùng mà thôi. vương hổ không thèm để ý chúng nó kiên trì, càng hoàn toàn không quan tâm chúng nó ý nghĩ, không nói một lời, sức bật bắt đầu khởi động, thân hình khổng lồ trực tiếp nhằm phía bầy sói. hoa wow. tiếng sói kêu hoảng sợ đạt tới đỉnh phong, lại hoàn toàn không trở ngại hành động của vương hổ, tiện tay một cái tác đem một con sói trắng ở phía trước toàn thân rung rẩy vỗ bay vài bước liền đánh ngã một con sói đang chạy về phía sau. Khóa cổ họng, lắc lư, trực tiếp ngậm lên, mặc cho tiếng kêu rên, máu chảy xuôi xuống. Mắt hổ quét qua, bầy sói hoàn toàn sụp đổ, lại bất chấp cái khác, điên cuồng chạy tứ tán. Vương hổ cũng không có ý buông tha chúng nó, đem sói trong miệng xé một cái, triệt để đoạn tuyệt tính mạng của nó, liền bắt đầu đuổi giết những con sói khác. Sợ hãi không thôi sói tru ở trong núi rừng dằn có thật lâu, mới chậm rãi bình ổn. Trong miệng chảy xuôi huyết dịch vương hổ, về tới nơi này, cả người khí thế dọa người. Làm như không có việc gì ăn hết hai con lợn rừng nhỏ, kéo con lợn rừng mẹ kia trở về sơn động. Món ăn này không nên lãng phí. Về phần thịt sói, cũng không ngon, ném cũng liền ném. Mà bày sói, đây là hắn tìm nhiều ngày mục tiêu, đêm nay rốt cục tìm được, còn miễn phí xem một vở kịch hay. Bày sói đáng sợ, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nó mặc dù đối với hổ trưởng thành cũng không có uy hiếp gì, nhưng đối với hổ nhỏ uy hiếp liền lớn, cho nên chúng nó phải chết. Lại nói tiếp, chi này bày sói thực lực, tại vương hổ này hơn một tháng qua săn giết tất cả mục tiêu bên trong, chỉ có con gấu nâu kia có thể đánh đồng. Nhưng giết bày sói đối với vương hổ mà nói, so với đối phó với con gấu nâu kia đơn giản hơn nhiều. Đây coi như là một vật hàng một vật lão hổ trưởng thành liền khắc chế sói cho dù là bầy sói cũng vô dụng bởi vì hổ trưởng thành có thể dễ dàng giết chết một con sói còn có một tay tìm ra bản lĩnh tốt của lang vương hai người cộng lại bầy sói đối với hổ trưởng thành mà nói cũng không tính là gì giết lang vương bầy sói tự nhiên tán loạn huống chi là vương hổ cái này núi rừng vô địch hổ vương chính là mười mấy con sói tạo thành bầy sói hoàn toàn không để ở trong mắt hắn vừa rồi đã bị hắn giết chừng một nửa, còn lại thực lực tổn hại lớn, đã không đủ lo lắng. Tốn gần một ngày thời gian, đem thi thể lợn rừng mụ mụ kéo về động phủ, bất chấp nghỉ ngơi, sẽ xuống một khối tiếp tục đưa cơm đại nghiệp. Kết quả trước sau như một, sau đó mới trở về hang động bắt đầu nghỉ ngơi. Đảo mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua, vương hổ lúc này đã không ở ra ngoài thanh trừ khả năng tồn tại uy hiếp, phần lớn thời gian đều dùng để nhìn chầm chầm khờ khạo trong lòng cũng càng phát ra bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì nếu anh nhớ không sai, thời gian mang thai của hổ là hơn 3 tháng. Khoảng cách thời gian sản xuất ngây ngô đã không còn xa. Hơn nữa khả năng tồn tại uy hiếp thanh trừ kém không nhiều lắm, lúc này, hắn tự nhiên muốn tận khả năng bội ở bên người khờ khạo, vạn nhất. Còn có một điểm, làm cho hắn cảm thấy buồn bực dị thương. Cái này khờ khạo đều đến bây giờ, cương nhiên vẫn là không chịu ăn hắn đưa đồ ăn một mình săn bắn. Mỗi khi như vậy, hắn đều hận không thể đem cái này khờ khạo đánh một trận, một chút cũng không nghe lời, ngu xuẩn. Cũng sắp sinh rồi, vạn nhất bị thương ở đâu thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, lại buồn bực cũng phải chịu đựng, lúc này lão hổ cái gì thường mẫn cảm cẩn thận, không thể kích thích nàng, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp giúp chút việc. Lại là 8 ngày sau, một ngày này, vương hổ theo thường lệ đưa cơm. Thân ảnh xinh đẹp đến không ra dáng như trước xuất hiện, đi tới trước đồ ăn, lúc này đây, nhưng không có cúi đầu cắn xuống, mà là sững sờ nhìn. Vốn tưởng rằng vẫn là dĩ vãng kết quả Vương Hổ lập tức tinh thần đại chấn. Lập tức, chỉ thấy tên ngốc kia dương mắt, nhìn về phía hắn. Vương Hổ một trận khẩn trương, ước chừng hơn 10 giây sau, khờ khạo cúi đầu, bắt đầu ăn thức ăn đến. Vương Hổ nhất thời mừng rỡ, cái này khờ khạo rốt cục thông suốt, không là bị hắn cảm động. Trong nháy mắt, đúng là có chút chua sót không dễ dàng a. À. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, đối với một người tốt cũng là khó khăn như vậy. Lập tức, lại một ý niệm trong đầu xuất hiện, Khờ Khạo Ăn, có phải là nàng sắp sinh hay không? Ý niệm vừa ra, liền cảm giác rất có thể, trong lòng lại càng kinh hỉ kích động. Thẳng đến Khờ Khạo Ăn xong đi vào huyệt động, Vương Hổ còn dừng lại thật lâu mới rời đi. Ngày hôm sau, hắn lại tới đưa cơm. Ngu ngốc cũng ăn một lần nữa. Liên tiếp ba ngày, thẳng đến thứ tư thiên vương hổ lần nữa nhìn thấy khờ khạo đi ra ăn lúc, nhạy cảm phát hiện nàng dị thương. Giống như, suy yếu một chút, trong ánh mắt tựa hồ, cũng không còn lạnh lẽo như vậy. Bụng, bụng, được rồi, tìm thư uyển hắn nhìn không ra bụng có biến hóa gì, càng không thể xác định. Đè nén tâm tình phập phòng, không có tiếng lên xác định, lại liên tiếp tiễn vài ngày, Lúc này đây, vương hổ nhìn không được. Cố ý trốn ở sườn dốc cách đó vài mét, chờ lúc ngây ngô đi ra ăn cơm, vương hổ dám khẳng định, hắn ngửi thấy được mùi không giống nhau. Trên người khờ khạo có hai loại mùi rất yếu, nhưng tuyệt đối bất đồng. Hắn hoàn toàn xác định, ngây ngô. Sinh con của hắn, con hổ nhỏ của hắn. Ngừng thở, sửng sốt một chút, chính là ngẩn người thật lâu. Hắn có con rồi hắn một cái kiếp trước là cô nhi, kiếp này là lão hổ, từ hồ ở thế giới này chính là dư thừa tồn tại, ngay cả tên đều là chính hắn đặt tên gia hỏa, lại có hài tử. Hắn không còn là người nữa. Đột nhiên, một cổ xúc động muốn khóc đến bất ngờ không kịp đề phòng, dị thường hung mảnh. Nhìn rồi lại nhìn, vẫn là không nhìn được, ánh mắt tự động nó liền bốc lên nước. Mà cũng ngay tại hắn ngẩn người lúc, bị vương hổ thói quen xưng hô thật thà lão hổ cái, ăn xong đồ ăn lạnh lùng nhìn kia căn bản là dấu không được vương hổ thân hình khổng lồ sườn dốc nhỏ như củ cao ngạo xoay người vào động thật lâu sau vương hổ miễn cưỡng bình phục tâm tình cả người chỉ cảm giác dị thường có khí lực tư duy cũng dị thường sinh động có con cũng có vợ kế tiếp chính là trong con sống cùng vợ con phải đúng rồi nghĩ ra cách đi một bên nhanh chóng nghĩ một bên như gió hướng xa xa chạy đi sau khi chạy mấy dặm, nhảy lên một tảng đá lớn, vô số cảm xúc trong ngực ầm ầm trút xuống. Ngao ô! Tôi có con rồi. Sách mới, cầu ủng hộ, cầu phiếu đề cử, cảm ơn. Chương 7 Đại bảo tiểu bảo, bắt địa hổ vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, hổ khiếu sơn lâm bách thú kinh. Trong thiên địa, một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gào thét kia quanh quẩn ở giữa dãy núi, cây cối vô tận đều giống như đang rung rẩy rung rẩy. Thống khoái một phen, Vương Hổ cũng bình tĩnh rất nhiều, trong lòng chậm rãi có biện pháp. Sáng hôm sau, Vương Hổ ngậm một con hươu mấy chục kg, bước đi bá đạo lại kiên định, đi tới bên ngoài huyệt động khờ khạo, dừng lại, hít nhẹ một hơi, dứt khoát kiên quyết đi vào trong động. Ngao Ô mới vừa đi vào, tiếng trống lạnh lùng nổ lên thân hình xinh đẹp ngay ngô kia, liền nhảy ra, chắn ở trước người vương hổ, nhè răng nhếch miệng, ánh mắt lạnh như băng. Vương hổ không có bất kỳ bộ dáng ứng chiến nào, ngẩng đầu lên, mắt hổ gắt gao nhìn phía sau khờ khạo không xa, chưa bao giờ kích động, chờ mong như vậy. Cái này huyệt động không lớn, hắn mới đi hai bước, liền có thể liếc mắt một cái đến cùng, mà khờ khạo phía sau, ngoài mấy mét một ít tạp vật tụ tập trên mặt đất, đang nằm hai cái nho nhỏ da hỏa. Rất nhỏ, rất nhỏ, đôi mắt nhỏ đều không mở ra được, tự hồ bị đánh thức, đang nhẹ nhàng kêu, giống như là hai con mèo nhỏ mới sinh ra. Con hổ nhỏ của tôi. Con tôi. Cảm xúc kích động vui sướng nhộn nhạo, liền muốn tiến lên nhìn xem. Hống. Tiếng hô lạnh như băng lại nổi lên, các đức suy nghĩ của vương hổ. Bình tĩnh một chút, hiện tại việc cấp bách là giải quyết đám hổ nương khờ khạo này. Buông đồ ăn trong miệng xuống, mặt hổ cố gắng kéo ra một nụ cười thật to, lập tức cảm thấy không đúng, lại cò cọ lên lông hưu, lau sạch một chút vết máu, tiếp tục cố gắng cười. Trong hai mắt cố gắng phóng thích ôn hòa, nhẹ nhàng gầm rú. Ngao ngô. Bà xã, anh đến thăm em và con của chúng ta. Đương nhiên, ý tứ trong tiếng kêu, khờ khảo khẳng định là nghe không hiểu, nhưng hắn tin tưởng, khờ khảo ôn nhu, trí tuệ rất cao của hắn nhất định có thể nhìn ra, cảm giác được. Hống. Tiếng hô lạnh như băng, thần sắc khờ khạo không có bất kỳ hòa tan, vẫn như trước một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới chém giết. Vương Hổ cũng không nổi giận, hắn đã sớm dự liệu được kết quả này, vẫn duy trì nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn trước mặt đẩy về phương hướng khờ khạo. Một chút, một chút. Đẩy tới trung ương, thấy hắn gầm nhẹ ra tiếng, vội vàng thu hồi móng vuốt. Sau đó, chính là trầm mặt ngắn mũi Vương hổ thấy vậy vui vẻ, đây là khởi đầu tốt. Vài giây sau, chỉ thấy khờ khảo tiến lên ngậm thức ăn lên, lại lui về phía sau. Vương hổ lại càng mừng rỡ, đây là tiếp nhận. Dựa theo hắn kiếp trước nhìn người khác nuôi mèo kinh nghiệm, khi mèo con tiếp nhận ngươi cho ăn lúc, liền đại biểu nó bước đầu hôm nay thu ngươi. Con mèo lớn trước mặt này hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Hống. Bỗng nhiên, lại là một trận tiếng gầm lạnh như băng, nhè răng trận mắt mặc dù không phải lời nói, nhưng vương hổ có thể hiểu được, đây vẫn là muốn để cho mình đi ý tứ. Nhất thời có chút tức giận, đây chính là qua sông đoạn cầu. Không, là trở mặt không nhận người, lấy tiền không làm việc. Mắt nhìn hai tên nhóc con, nén giận, nhẹ nhàng gầm rú. Ngao ngô. Anh tới để bảo vệ hai người, anh là chồng em. Hống. Lãnh lệ đáp lại, vương hổ chỉ cảm giác được một chữ, cút hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chầm chầm tên ngốc này. Ngươi bức ta, ngươi chờ cho ta, ta còn không tin. Thân hình khổng lồ khẽ động, liền nằm xuống, cái đuôi lắc lắc, có vẻ dị thường vô hại. Sau đó, còn lăn lộn hai cái. Hai mắt ngây ngô sửng sốt, nhìn thẳng vương hổ, trong lúc lơ đãng biểu hiện ra manh thái, làm cho cảm giác xấu hổ trong lòng vương hổ cũng ít đi rất nhiều. Không ngừng an ủi chính mình, không có gì, những thứ này đều không có gì dỗ vợ mà những con hổ khác cũng thường xuyên làm như vậy đây chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn mặc kệ như thế nào hắn liền ở lại không đi hắn nằm ở chỗ này hắn cũng không tin tên ngốc này thật đúng là có thể nhào tới dùng vũ lực đuổi hắn đi đương nhiên đây hết thảy cũng là hắn có thực lực cường đại không sợ ngây ngô thật có thể đem hắn như thế nào trên cơ sở đầu ghé vào trên chi trước hai mắt chuyển đến trên người hai tiểu tử kia một bộ không để ý tới bộ dáng ngây ngô sửng sốt một hồi ngây ngô gầm nhẹ hai tiếng ý uy hiếp rõ ràng vương hổ vẫn dùng dư quan nhìn vẫn không để ý tới liên tục trống nửa ngày cuối cùng khờ khạo vẫn là không có động thủ rõ ràng tức giận không thôi xoay người đi tới hai tiểu gia họa trước nằm xuống ngăn trở vương hổ tầm mắt vương hổ cũng không thèm để ý trong lòng cười to hắn thành công phương pháp của hắn hữu hiệu, nam hổ chính là phải da mặt dày mới được. Hiện tại nhìn như khờ khạo rất tức giận, vẫn không tiếp nhận một nhà ở cùng một chỗ, nhưng đây chính là khởi đầu tốt nhất. Đều ở cùng một chỗ, kế tiếp còn xa sao. Bước ra một bước trọng yếu vương hổ trong lòng rất là vui sướng, kiên định. Sắp rồi, không bao lâu nữa, hắn sẽ có một gia đình chân chính thuộc về hắn, vợ của hắn, con của hắn. Từ hôm nay trở đi, Vương Hổ liền hoàn toàn ở lại nơi này không đi. Ngoại trừ ra ngoài săn bắn, hắn cơ hồ chưa từng rời khỏi mẫu tử khờ khảo. Đương nhiên, thức ăn của một nhà, tự nhiên cũng chính là do hắn gánh vác. Cái này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, hiện tại đông đi xuân đến, vạn vật sống lại, đồ ăn càng là sung túc. Hơn nữa, coi như là mùa đông, hắn cũng sẽ không đói bụng mẫu tử ngây ngô. Thời gian từng ngày trôi qua, địa vị của hắn cũng đang từng chút một gia tăng gia tăng đề hiện chính là khoảng cách hai tiểu tử kia càng ngày càng gần lúc ngủ khoảng cách mẹ con các nàng càng ngày càng gần mười ngày sau hắn nhìn hai tiểu tử kia lần lượt mở mắt cũng hoàn toàn đặt tên cho bọn họ đại bảo tiểu bảo đại bảo là con trai tiểu bảo là con gái trong khoảng thời gian ngắn hắn liền nhi nữ song toàn vương hổ trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn một tháng sau hai tiểu tử kia trưởng thành không ít đã có thể khắp nơi chơi đùa càng giống hai con mèo mập mạp khỏe mạnh kháu khỉnh cực kỳ đáng yêu lúc này hắn đã hoàn thành triệt để đột phá khờ khạo không hề nhè răng trận mắt với hắn ngủ cũng là cùng nhau ngủ tuy rằng nàng cao ngạo như trước nhưng một gia đình triệt để thành lập lên nửa tháng sau bên ngoài huyệt động lúc này cả nhà bọn họ đã thay đổi một cái huyệt động lớn vương hổ quỳ rạp trên mặt đất đại bảo tiểu bảo tinh lực dư thừa cùng cái tò mò bảo bảo dường như vây quanh hắn chạy tới chạy lui thân thể nhu nhược luôn có loại lung lay lắc lư không ổn cảm giác vương hổ nhìn buồn cười bàn tay trước duỗi ra chạy chậm lấy đại bảo liền ngã sắp xuống đất phát ra mang theo tiếng sữa kêu ngao ô ngao ô khóe miệng vương hổ giật giật một bàn tay hổ khác nhẹ nhàng đẩy tiểu bảo dừng lại nhìn ca ca ngã sắp xuống cũng ngã trên mặt đất ngao ô, ngao ô. Vương hổ hai mắt đều hiếp lại, lại liên tục chơi vài lần, mới tại đại bảo tiểu bảo nghiêm trọng bất mãn tiếng kêu bên trong ngừng lại, tiếp tục phơi nắng. Ngao ô. Đột nhiên, một đạo tiếng hô nặng nề đánh úp lại, kèm theo là một cái hổ trưởng, vỗ vào trên người vương hổ. Vương hổ liếc mắt nhìn lại, có chút bất mãn. Ngao ô. Ngốc nghếch lại là kêu một tiếng, hơn một tháng ở chung, vương hổ hiểu được ngốc nghếch có ý gì bất tình bất nguyện đứng dậy đi về phía dòng sông chỉ chốc lát liền xuống sông rửa sạch thân thể hắn hiện tại xem như minh bạch khờ khạo bộ lông như vậy sạch sẽ xinh đẹp khẳng định có nàng vô cùng yêu sạch sẽ yêu tắm rửa một trong nguyên nhân hiện tại thời tiết ấm áp còn cơ hồ hai ngày liền để cho hắn đi tắm rửa một lần bằng không cũng không cho hắn tới gần mẫu tử các nàng không làm sao được năm xưa cũng phi thường thích sạch sẽ sau đó vương hổ cũng chậm rãi quen thuộc chỉ có thể hai ngày tắm một lần hắn đã có dự cảm chờ sau khi thời tiết nóng lên chỉ sợ hắn sẽ biến thành một ngày tắm rửa còn có một ít chuyện nhỏ khác khờ khạo đều để ý tuy rằng cảm giác có chút phiền toái nhưng cũng đều làm theo đối với việc này hắn cũng không thể không cảm thán trí tuệ thật thà cao tuyệt đối có trình độ mười mấy tuổi của nhân loại chẳng qua không được giáo dục mà có vẻ không bằng mà thôi. Tỷ như cổ chiến đấu ngay ngô kia, đến chết không thôi. Nửa tháng qua, đối phương còn bắt đầu thỉnh thoảng một lần nữa săn bắn. Đối với việc này, vương hổ tự nhiên sẽ không ngăn cản, săn bắn đối với một con hổ mà nói là chuẩn bị kỹ năng. Hơn nửa phụ cận có thực lực tồn tại, cơ hồ đều bị hắn giết, khờ khạo cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Tắm rửa xong, chờ bộ lông khô, bước nhanh trở lại huyệt động, tiếp tục nhìn hai tiểu tử kia chơi đùa. Thời gian nhàn nhã trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Một ngày này săn bắn trong quá trình, vương hổ đột nhiên nổi lên lông mày, ánh mắt như là trong lúc lơ đảng, nhìn vài lần một chỗ. Dọc theo đường đi, lại nhíu mày vài lần. Lý do rất đơn giản, anh ta tìm thấy camera. Camera của nhân loại đã bắt đầu bố trí đến nơi này đối với những này camera, vương hổ hắn cũng không nhiều xa lạ, không phải đời trước nguyên nhân, mà là đời này hắn liền kiến thức được không ít. Hắn cũng rất rõ ràng, sự tồn tại của hắn, tìm thư uyển www chấm com hẳn là đã sớm bị nhân loại biết đến. Đối với việc này, hắn cũng không quan tâm, biết càng tốt, điều này chứng minh phiến núi rừng này không phải pháp ngoại chi địa, để kẻ săn trộm không thể hoành hành. Cũng chính bởi vì camera, hắn mới có thể đại khái khẳng định thế giới là xã hội hiện đại, không phải cổ đại các loại. Chỉ có điều hắn cũng rất ít khi lộ ra dưới những camera mà hắn biết. Hiện tại phương hướng này cũng có camera, như vậy một ít thời điểm, hắn liền muốn thoáng thu liễm chút ít. Suy nghĩ một hồi, cũng không quá để ở trong lòng, tiếp tục đi sang. Cùng lúc đó, trong mấy gian phòng nhỏ cách đó hơn 10 dặm, hai bóng người đang nhìn máy tính. Vương Thúc, ngươi xem, Bắc địa hổ vương xuất hiện, vẫn là như vậy hùng tráng, bỗng nhiên, một người trẻ tuổi mang theo kinh hỷ, tán thưởng nói. Một nam tử hơn 50 tuổi khác liên tục gật đầu, thần sắc cũng lộ ra thần sắc tháng phục không thôi. Mỗi một lần nhìn thấy con này Bắc địa hổ vương, hắn cũng không khỏi cảm thán lão hổ chủng tộc này cường đại. Nhất là con Bắc địa hổ vương này, quả thực chính là đại biểu cho sinh vật cực hạn, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy rằng không thích trên mạng những cái kia luôn yêu loạn bi người trẻ tuổi, nhưng đối với bọn họ phát ra cái kia bài danh, đem Bắc Địa Hổ Vương xếp hạng ở lục địa mạnh nhất sinh vật bản top 5 bài danh, hắn vẫn là rất đồng ý. Thậm chí ở trong lòng hắn, Bắc Địa Hổ Vương chính là đệ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng top 5 không có xếp hạng, nhưng theo hắn thấy, Bắc Địa Hổ Vương có thể giết chết cái khác 4 con, cái khác 4 con nhưng không có khả năng giết chết Bắc Địa Hổ Vương đây chính là lão hổ được trời ưu ái. Chương 3 bị cấm, ta liền tò mò, thế giới động vật giao phối trần trụi đặt ở trên TV tuyên truyền cũng không sao, ta liền mịt mờ đề cập tới là không được, im lặng. Cuối cùng cầu xin phiếu đề cử. Chương 8 Linh khí khôi phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, đương nhiên, hắn cái tuổi này, hơn nửa chuyên gia thân phận tự nhiên không có khả năng cùng trên mạng những người trẻ tuổi kia giống nhau loạn bi bi, nhất định phải tranh ra cái cao thấp, trong lòng có cái đến là được. Đang tán thưởng, bỗng nhiên, như là nghĩ tới cái gì, hơn 50 tuổi vương chuyên gia khẽ thở dài. Hổ vương năm nay đã 10 tuổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đã tại đi xuống dốc đường. Trong giọng nói, là tiếc nuối nói không nên lời. Người trẻ tuổi bên cạnh vừa nghe cũng gật đầu, đồng dạng thở dài thân là động vật bảo hộ trung tâm nghiên cứu bọn họ rất rõ ràng, đông bắc hổ trung xuất hiện như vậy một con bắc địa hổ vương, có bao nhiêu không dễ dàng. Căn cứ vào suy tính, thể trọng ước chừng 390 kg, ở trong hổ đông bắc hoang dã, quả thực là một kỳ tích. Phải biết rằng, Cân nặng này xếp thứ nhất trong số những con hổ đông bắc hoang dã mà con người phát hiện, vượt qua vị trí thứ hai mấy chục kg. Về phần loại người chăn nuôi hổ đông bắc thì không cần phải nói. Hổ Đông Bắc hoang dã cùng loài người chăn nuôi hổ Đông Bắc hoàn toàn không giống nhau. Dưới sự rèn luyện tàn khốc của thiên nhiên, tổ chức thân thể của hổ Đông Bắc được nuôi dưỡng, toàn diện lạc hậu hơn hổ Đông Bắc hoang dã, càng miễn bàn kỹ năng chiến đấu, chém giết. Cho nên từ khi phát hiện này chỉ bắt địa hổ vương, quay trực tiếp theo mấy lần hắn đi săn quá trình về sau, rất nhanh liền ở trên mạng gây ra không nhỏ gần sóng. Trực tiếp được cư dân mạng phong làm bắt địa hổ vương, cái tên khí phách có tính địa vực vốn nên tranh chấp rất lớn này, tất cả mọi người đều đồng ý. Bắt đầu từ 5 năm trước, đã bị cư dân mạng xếp hạng một trong 10 sinh vật mạnh nhất lục địa, Thủy chung đứng hàng top 5, chưa từng hạ bản. Bất quá hổ vương mặc dù đang đi xuống dốc đường, nhưng vẫn là cường đại không thể tưởng tượng nổi, mấy tháng trước tông hùng lâm sâm, liền chết ở trong tay nó. Hơn nữa là vô thương giết chết lâm sâm, tin tức vừa xuất hiện trên Internet lúc ấy rất nhiều người muốn hủy bỏ hổ vương top năm đều trầm mặt. Thanh niên mang theo giọng điệu không cam lòng lại tự hào tán thưởng. Mặc dù không có camera quay được lâm xâm là chết ở bắc địa hổ vương khẩu hạ, nhưng thông qua đông đảo chụp được dấu vết nghiên cứu phân tích, bọn họ đã xác định trận chiến kia song phương cùng kết quả. 10 tuổi bắc địa hổ vương, vô thương giết chết gấu nâu lâm xâm nặng khoảng 470 kg. Vương chuyên gia gật đầu, chuyện này trong giới chuyên gia bọn họ gây ra sóng gió cũng không nhỏ dựa theo tuổi tác của bắc địa hổ vương hắn đang đi xuống dốc là khẳng định nhưng cũng chính bởi vì như thế bọn họ cùng những người trẻ tuổi trên mạng giống nhau đều rất muốn biết bắc địa hổ vương đỉnh phong thực lực đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào điều này rất quan trọng đối với các chuyên gia nghiên cứu đáng tiếc không ai có thể biết bởi vì bắc địa hổ vương đỉnh phong lúc căn bản không có gặp được có thể làm cho nó toàn lực ứng phó đối thủ, hiện tại cho dù gặp, cũng không phải đỉnh phong. Đúng rồi, sau khi xác định phạm vi hoạt động của hổ thì sao? Vương chuyên gia đè xuống tiếc núi hỏi. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Còn chưa, số lần con hổ này xuất hiện quá ít, lý thúc bọn họ còn chưa tìm được. Cũng không cần gấp, càng không thể quấy nhiễu hổ vương vợ chồng, lặng lẽ bày ra camera là được, hổ vương chỉ số thông minh phi thường cao một khi quấy nhiễu có lẽ hắn sẽ mang theo một nhà rời đi lý ca bọn họ hiểu được nam tử trẻ tuổi gật đầu lại tò mò nói vương thúc ngươi nói hổ vương loại hành vi này ở lão hổ giới nhiều sao có nhiều hay không ngươi còn không biết hổ vương là đặc thù cho nên mới như thế cố gia vương chuyên gia không chút do dự nói trong thời gian này họ đã phát hiện ra những điều kiện bất thường của vua bắc địa hổ dường như lần đầu tiên có bạn đời, có con. Hơn nữa cùng cái khác cặn bã hổ so sánh, quả thực chính là tốt hổ điển hình, rất đáng giá nghiên cứu. Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười, chờ mong nói. Hy vọng hổ vương hài tử có thể bình an lớn lên, hổ vương mạnh như vậy, hổ hậu xinh đẹp như vậy, bọn hắn hài tử khẳng định không tầm thường, về sau nói không chừng liền cùng hổ vương đồng dạng mạnh. Trong lòng chuyên gia Vương cũng dâng lên chờ mong bọn họ lần đầu tiên phát hiện Bắc Địa Hổ Vương tìm bạn đời, hơn nữa bạn đời xinh đẹp làm người ta thán phục. Như thế hai cái không tầm thường lão hổ sinh hạ con nối giỏi, không thể không làm cho bọn họ cảm thấy chờ mong. Tương tự, bởi vì Bắc Địa Hổ Vương là lần đầu tiên tìm bạn đời, hơn nữa bạn đời này xinh đẹp như thế, vừa truyền lên mạng đã bị cư dân mạng đặt tên là Hổ Hậu. Trung tâm nghiên cứu bảo vệ động vật cũng đồng ý, bởi vì trong mắt bọn họ, tên Hổ Hậu hoàn toàn xứng đáng bên kia vương hổ tự nhiên không biết đang có hai người như vậy thổi phòng thảo luận hắn cũng không biết kỳ thật trong núi rừng còn có một ít ẩn mật camera hắn không có phát hiện bị chụp được càng nhiều đồ vật những năm gần đây để cho hắn ở trong nhân loại có chút nổi danh được xưng bắt địa hổ vương lúc này hắn đã săn được thức ăn đang trên đường trở về sau đó vài ngày vương hổ lại phát hiện một ít nhiều ra camera làm bộ như trong lúc vô ý hủy mấy cái, tiếp tục cuộc sống gia đình tạm ổn của mình. Đảo mắt, đại bảo tiểu bảo hai tháng rưỡi lớn, nếu như dựa theo nhân loại tuổi tác đến tính, tương đương với nhân loại chừng một tuổi bảo bảo. Hai con nhỏ càng thêm có tinh lực, mỗi ngày chơi đùa, đồng thời cũng bắt đầu ăn thịt. Ngày hôm đó, vương hổ ngây ngô đang ngủ, đang cùng hai tiểu tử kia chơi đùa đột nhiên sửng sốt, chỉ nhìn thấy núi rừng xa xa, bỗng nhiên tự hồ vặn vẹo một chút nháy mắt một cái lại nhìn lúc liền không có rất bình thường kinh nghi bất định nhíu mày nhìn hoa suy tư mấy giây liền đặt sang một bên nhất thời nhìn hoa cũng không có gì bất quá vài giây sau bỗng nhiên đứng dậy đồng đưa thân thể trong lòng càng thêm kinh nghi bất định bởi vì chẳng biết tại sao hắn cảm giác có giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng sợi nhỏ gì đó từ trong hư không chui vào trong cơ thể giống như mưa bụi hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng không thể lý giải không hiểu sự tình để cho hắn đều có sợ ý có chuyện gì vậy cái gì đây lập tức liền nhìn về phía hai tiểu tử kia nhìn kỹ một hồi phát hiện bọn họ hẳn là cũng có loại tình huống này thỉnh thoảng quay đầu tò mò nhìn về phía thân thể của mình còn không ngừng vặn vẹo trong lòng vừa sợ vừa khẩn trương lần thứ hai cẩn thận quan sát hai tiểu gia hỏa phát hiện tạm thời không có trở ngại mới có tâm bình tĩnh cảm thụ được loại tình huống này lập tức trong lòng sửng sốt thân thể hình như có chút không giống nhau một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã mất từ lâu tăng lên và cảm giác đó không còn nữa sau khi anh không còn tăng cân nhiều năm trước mà hiện tại cảm giác dị thường rõ ràng giống như về tới lúc trước hắn trưởng thành nhanh nhất đoạn thời gian kia cảm giác phương diện thậm chí muốn rõ ràng rất nhiều lần hoạt động thân thể ánh mắt khiếp sợ, đây đến tột cùng là cái gì? Kỳ ngộ? Hay là? Cái từ ngữ bị hắn vứt bỏ mấy năm kia, xông lên trong lòng. Linh khí hồi phục. Bốn chữ vừa xuất hiện, tim đập liền bắt đầu không thể khống chế gia tốc, hô hấp thô nặng, máu cả người tự hồ cũng bắt đầu sôi trào. Vô số ý nghĩ lộn xộn, nhất nhất xuất hiện trong đầu. Ngao ngô. Thật lâu sau, tiếng kêu của đại bảo tiểu bảo mới làm cho vương hổ tỉnh táo lại nhìn đại bảo tiểu bảo mạnh mẽ đè xuống tâm tình cùng miên man suy nghĩ mặc kệ như thế nào hiện tại cái nhà này mới là quan trọng nhất nghĩ mang theo đại bảo tiểu bảo vào động xem tình huống khờ khạo như thế nào phát hiện nàng còn đang ngủ cũng không có quấy rầy liền để cho hai con nhỏ cũng ở trong động chơi chính mình thủ hộ mà loại tình huống này một mực liên tục không ngừng không bao lâu Hai con nhỏ cũng ngủ, Vương Hổ nhìn xuống tò mò cùng phức tạp cảm xúc, tiếp tục ở đây nhìn, hiện tại tình huống không rõ, chỉ có tận mắt nhìn, hắn mới có thể yên tâm. Cùng lúc đó, vô tận trong núi rừng, vô số động vật bắt đầu một loại sao động, giống như ăn cái gì đại bổ dược, thuốc kích thích đồng dạng. Đủ loại tiếng gầm rú không dứt bên tai, người hưng phấn, người hoảng sợ vân vân. Trong đại dương, một màn tương tự xuất hiện. Mà ở thế giới loài người, cũng có một số người cảm giác được dị thường, còn có hơn 10 đạo thân ảnh, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bất quá hơn 10 phút, trong thế giới loài người, một dòng nước ngầm khổng lồ bắt đầu dâng lên, lực lượng quốc gia bắt đầu nhúc nhích. Tất cả những thứ này, vương hổ tạm thời không biết, phật phòng cảm xúc hạ, hắn cũng ngủ không được, chỉ có thể an tĩnh chờ. Thẳng đến chạng vạn tối, đại bảo tiểu bảo đều tỉnh, khờ khạo còn chưa tỉnh, vương hổ mới cảm giác được không đúng, tiến lên lay động khờ khạo không tỉnh trong lòng khẩn trương vội vàng gia tăng khí lực lúc này mới chậm rãi tỉnh lại hai mắt mở ra trong nháy mắt vương hổ cả người cứng đờ chỉ cảm giác một cổ vô cùng khí phách cao quý đập vào mặt để cho hắn có loại cảm giác cả người không thể nhúc nhích bất quá sau một khắc liền biến mất vô tung vẫn là tên ngốc kia lắc lắc đầu đứng lên trong lòng vương hổ kinh hoàng ảo giác sao nhưng làm sao có thể là ảo giác? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Quá nhiều vấn đề, chuyện quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ áp tới, để cho hắn cảm giác giống như trong sóng gió thuyền nhỏ, hoảng loạn. Hống. Ngây ngô rống lên một tiếng, tìm thư uyển vương hổ lấy lại tinh thần, hiểu được nếu hắn đi săn. Vội vàng trả lời, ý là sau khi ta đi, sẽ không được nàng đồng ý xoay người chạy ra ngoài. Thứ nhất hắn phải tỉnh táo một chút, thứ hai tình huống không rõ, hắn đi săn mới an toàn nhất. Chạy ra, chạy chưa được mấy bước, thân ảnh dừng lại, gắt gao nhìn chầm chầm cỏ cây trước mắt. Lại nhìn thấy rất nhiều cỏ cây khác, ông xác định được một chút, những cỏ cây này, biến lớn rồi. Ngắn ngủn mấy giờ, tất cả cỏ cây, đều không bình thường lớn lên. Đây chẳng lẽ là linh khí hồi phục? Kiến thức có hạn, đây là nguyên nhân duy nhất vương hổ có thể giải thích. Lập tức, hắn lúc này mới phản ứng lại, chính hắn, giống như càng có lực lượng. Vội vàng một phen kiểm tra, khiếp sợ phát hiện, chiều cao và chiều dài của mình đều tăng lên mấy cm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tương ứng, tốc độ lực lượng tăng trưởng lại càng không cần phải nói. Cảm xúc phập phòng một hồi, mới bắt đầu đi săn. Trên đường, tuy rằng không thể hoàn toàn xác định, nhưng ở trong mắt hắn, các động vật hình thể đều biến lớn một chút càng hưng phấn hoặc táo bạo chút không phí bao nhiêu khí lực liền bắt một con hưu bào trở lại sơn đồng hắn cũng mới phát hiện khờ khạo cùng đại bảo tiểu bảo thân thể cũng đều ở trong khoảng thời gian ngắn biến lớn lúc này cảm xúc phức tạp đã rõ ràng còn lại ngoại trừ một chút mừng rỡ chỉ có ngưng trọng niềm vui đã từng suy nghĩ đều đã có khả năng thực hiện một nhà bọn họ cũng có thể ở bên nhau lâu hơn ngưng trọng thì là hắn đã ý thức được nếu quả thật là linh khí khôi phục, như vậy thế giới này sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong sự thay đổi này, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xin phiếu đề cử, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 9 Hàm hàm dị thường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, ai cũng có thể chết, ai cũng có thể bay lên trời. Nếu như chỉ là chính hắn, hắn tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào muốn liều mạng dù sau khi đó ngoại trừ cái mạng này của hắn ra hắn cái gì cũng không có nhưng bây giờ anh đã có gia đình có vợ hai đứa con cho nên ngoại trừ vui sướng ra càng nhiều biến thành ngưng trọng linh khí hồi phục thế giới biến cách loạn cục bên trong lo lắng cái nhà này lo lắng lão bà hài tử cũng là chuyện bình thường linh khí khôi phục thế giới bố cục biến hóa đây cũng không phải là đơn giản nói chuyện càng nghĩ trong đó ẩn chứa ý nghĩa, lại càng cảm giác trầm trọng, sẽ thổi quét không biết bao nhiêu vết chóc. Nhất là hắn hiện tại thân là một con lão hổ, căn bản không hiểu được bao nhiêu tình huống cụ thể, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không biết, luôn khiến người ta kính sợ. Suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng nhiều trong tâm tình trầm trọng, vương hổ có vẻ có chút trầm mặt, một đêm này, ngoại trừ không cho khờ khảo, đại bảo tiểu bảo ra khỏi đồng, liền cơ hồ đều lâm vào trong suy nghĩ của mình ngày hôm sau trong một đêm vương hổ một nhà bốn người hình thể lại đều tăng trưởng ra động xem xét một phen khắp nơi đều là như thế tự như vạn vật sinh linh đều tại biến lớn đảo mắt cảnh tượng thần kỳ như vậy đã xảy ra tám ngày thế giới loài người trung quốc quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa châu á cũng là sự tồn tại của một trong hai siêu cường lớn nhất thế giới tự nhiên là trước tiên liền nhận ra được tình huống thiên địa đại biến. Siêu cấp đại quốc quốc gia máy móc vận chuyển, vô số nhân lực vật lực, vô số khoa học thí nghiệm, vô số tư liệu, vô số trí tuệ hội tụ. Sức mạnh bùng nổ của nó là khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủn 8 ngày thời gian, Hoa Quốc thủ đô, một sở không biết dưới lòng đất bao sâu dưới lòng đất sở nghiên cứu bên trong, mật mật ma ma máy tính, số liệu dao động, lùi tới người xuyên qua không ngừng trong một gian phòng phong bế thần sắc mấy người đều là khiếp sợ ngưng trọng một lão nhân trầm giọng nói đây là kết luận mới nhất của sở nghiên cứu nếu mọi người không bổ sung vậy lập tức báo cáo nghe xong mấy người đang ngồi chậm rãi gật đầu ý kiến đạt thành nhất trí lão nhân kia liền gọi điện thoại điện thoại chuyển được đơn giản hai câu khách khí lão nhân nghiêm nghị nói chúng ta vừa mới nghiên cứu ra Loại này đột nhiên xuất hiện vật chất. Một màn cơ hồ giống nhau, 8 ngày qua, ở các nơi Hoa Quốc không ngừng phát sinh. Rất nhiều kết quả nghiên cứu hội tụ về một nơi. 8 giờ tối, Hoa Quốc thủ đô chỗ trung tâm nhất một gian phòng họp, bảy vị thành viên nội các tụ tập đủ sáu vị, đây đã là 8 ngày qua lần thứ 8, đặt ở dĩ vãng là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, trong đó hơn phân nửa còn cảm thấy có chút ít. Các vị lãnh đạo từ ngày hôm qua 8 giờ đến vừa mới, nghiên cứu có tiến thêm một bước phát hiện, số liệu biểu hiện, cái loại vật chất tạm thời xưng là linh khí kia, bất kể là xuất hiện ở trong không gian hay là tiến vào người, động vật, có cây các loại tồn tại trong cơ thể tốc độ đều chậm lại 3% tả hữu. Tuy rằng chậm lại rất ít, nhưng chúng tôi phỏng đoán, rất có thể còn có thể chậm lại cho đến khi không chủ động tiến vào nữa. Trong một màn hình lớn trong phòng họp một lão nhân thoạt nhìn hơn 60 tuổi trịnh trọng nói: Thấy phòng họp không ai mở miệng, tiếp tục báo cáo. Linh khí tăng cường tố chất thân thể người biên độ là bất đồng, hiện tại đại khái xác định, nguyên bản tố chất thân thể càng mạnh, linh khí tiến vào lại càng nhanh càng nhiều, biên độ tăng cường càng lớn, động vật cũng là giống nhau. Thức tỉnh dị năng phương diện hẳn là cực kỳ hiếm thấy tình huống, thông qua nghiên cứu, càng giống là thân thể người vốn là có thiên phú linh khí giúp hắn mở ra công xiền. Các phương diện công nghệ thông tin, vũ khí nhiệt, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Cổ vũ phương diện chúng ta còn đang thông qua số liệu nghiên cứu, không thể xác định cái gì. Tất cả tình huống cụ thể đã được gửi đến ban thư ký trước. Suốt hơn nửa giờ báo cáo, người trong màn hình nói, sáu bóng người trong phòng họp nghe, ai cũng không có chút mất kiên nhẫn. Cuối cùng, cái kia ngồi ở trung ương nhất một vị lão giả gật gật đầu, nói câu vất vả, vì lần này video trò chuyện vẽ lên dấu chấm hết. Lập tức, lại là một cái video trò chuyện, đối diện là hơn 50 tuổi nam tử, mặc âu phục, trong hai mắt đều tự hồ lóe ra một loại khác thường trí tuệ, chẳng qua đỉnh đầu trọc hơn phân nữa. Các vị lãnh đạo, ban thư ký hôm nay nhất trí cho rằng, nếu đúng như số liệu nói, lần này thay đổi sẽ long trời lỡ đất, chúng ta nhất định phải lập tức làm chuẩn bị, tạm thời nghĩ đến đều đã viết xong, đặt ở trước bàn vẫn là vị lão nhân kia gật gật đầu video cúp máy đều xem trước đi thanh âm trầm ổn vang lên sáu người đều cầm báo cáo trên mặt bàn lên xem càng nhìn dù là lấy địa vị tâm tính của bọn họ thần sắc cũng đều là trở nên trầm trọng ban thư ký còn có một cách gọi khác là ban cố vấn quốc gia bày mưu tính kế cho nội các điều tra bổ khuyết phần báo cáo này trong đó có rất nhiều chuyện ẩn chứa ý nghĩa rất là trọng đại thật lâu sau đều cẩn thận xem xong trầm tư vẫn là vị lão nhân kia nghiêm mặt nói thế nào an tĩnh một chút một vị lão nhân nghiêm nghị nói ta cảm thấy a à, đây là một lần đại biến cơ hội chúng ta không thể đợi nữa chậm một khắc cũng có thể rớt lại phía sau ta cũng đồng ý đây là một cơ hội tốt thà rằng tin có hay không tin không tuy rằng trong đó một ít chuyện có thể sẽ dẫn tới một ít tranh luận nhưng lợi nhiều hơn hại lại là một lão nhân trịnh trọng nói. Rất nhanh, mấy vị lão nhân còn lại cũng đều mở miệng, tỏ vẻ đồng ý. Vị lão nhân ngồi ở giữa gật đầu, tổng kết. Vậy cứ quyết định như vậy, mọi người phân công công tác, toàn diện chuẩn bị cho đại biến lần này. Quyết định một chút, ngày hôm sau, từng đạo mệnh lệnh từ nội các trung ương truyền đạt. Con quái vật khổng lồ nước hoa này hoàn toàn động đậy. Từ chính phủ đến quân đội từ mạng lưới dư luận đến thực tế, đều đang hành động. Trong rất nhiều núi non trong nước, quân đội bắt đầu lui tới, vô số giả thú hung mảnh bị bắt, thậm chí trực tiếp bị bắn chết. Càng nhiều giám sát rơi vào các thành phố nông thôn, núi non sông ngòi trong nước, đồng thời, cũng đang lên kế hoạch đi về phía biên giới quốc gia. Động tĩnh lớn như vậy, tuy rằng cố ý làm bí ẩn, nhưng tự nhiên vẫn là đưa tới càng nhiều nghị luận. Mấy ngày nay vốn là náo nhiệt nhân loại thế giới, càng giống như bị lửa đổ thêm dầu. Nhất là hoa quốc bên ngoài quốc gia, sao động bất an khí tức, đều bắt đầu xuất hiện. Lần này thiên địa đại biến, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Trong huyệt động, vương hổ không biết thế giới loài người biến hóa, tuy rằng không có việc gì cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng là trống rỗng tưởng tượng, không có căn cứ. Hơn nửa lúc này hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ. Hai mắt nhìn về phía ngây ngô vừa ngủ kia, chữ vương trên trán nhăn lại, trong mắt một đôi hổ lộ ra lo lắng, kinh nghi bất định. Lúc này đã là ngày thứ 12 đại biến, hết thảy dường như đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn đã vai cao 1,5 mét tả hữu, thân dài 2,6 mét tả hữu, trọng lượng ít nhất gia tăng gấp đôi, thực lực tăng cường lại đâu chỉ gấp đôi. Đại bảo tiểu bảo hình thể đều tăng lên không ít, thoạt nhìn, ước chừng có hơn 40 cân. Biến hóa khờ khạo đồng dạng lớn, vai cao chừng 1,2 mét, thân dài chừng 2,1 mét, xem hình thể đã không kém vương hổ trước kia. Nhưng mấy ngày nay, khờ khạo luôn ngủ, mà lúc không ngủ, chính là ngẩn người. Chỉ cần hai điểm này còn chưa tính, càng làm cho hắn bất an chính là, ngày đó ngây ngô tỉnh lại lúc, hắn nhìn thấy đạo kia khí phách, cao quý ánh mắt, mấy ngày nay hắn lại liên tục thấy được nhiều lần, tần suất giống như càng lúc càng cao. Đồng thời, lúc ngẩn người, thỉnh thoảng xuất hiện hồi ức, ánh mắt mê mang, cùng với hành động quỷ dị thường xuyên một mình đứng ở đỉnh núi còn có một loạt sự tình thỉnh thoảng lộ ra sát ý lạnh như băng đều làm cho vương hổ hiểu được trên người khờ khạo có lẽ đang phát sinh biến hóa cực lớn có lẽ sự thay đổi này là tốt nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đó hắn cảm thấy bất an cái này thoạt nhìn cũng không giống như là huyết mạch thức tỉnh các loại nhưng mặt khác hắn cái gì cũng không làm được chỉ có thể thành thật thật nhìn chờ càng là sâu sắc hắn phiền não bất an. Lại ở trong huyệt động thành thật đợi nửa ngày, một bên nhìn ngây ngô, một bên dỗ dành đại bảo tiểu bảo chơi đùa. Màn đêm buông xuống, đại bảo tiểu bảo ngủ, vương hổ lặng lẽ ra khỏi huyệt động, tìm thư uyển. thời tiết vốn nên càng ngày càng nóng, lúc này, bởi vì đại biến, mát mẻ dị thương. Cẩn thận cảm thụ chung quanh cái kia tiến vào trong cơ thể, tốc độ lại giảm bớt một chút linh khí, vương hổ biết, đại biến chỗ tốt lớn nhất có lẽ qua không được vài ngày liền muốn triệt để dừng lại tự đại biến bắt đầu tốc độ cường đại của hắn rất nhanh từ ngày thứ tám trở đi liền cảm nhận được tiến vào trong cơ thể hắn linh khí tốc độ đang giảm chậm càng ngày càng chậm đối với việc này hắn cũng hiểu hơn nữa đây cũng mới bình thường nếu không vạn vật sinh linh chẳng phải sẽ một mực nhanh chóng tăng cường đi xuống điều này không phù hợp với lẽ thường cơ bản nhất những ngày qua linh khí nhanh chóng chủ động tràn vào hẳn là đại biến mang đến cho vạn vật chỗ tốt về sau sẽ không có đương nhiên đây đều là vương hổ một người đoán mò cụ thể như thế nào còn cần thời gian đi chứng minh không suy nghĩ nhiều bắt đầu đi săn theo hình thể của hắn tăng trưởng lượng cơm ăn càng lúc càng lớn khờ khạo đại bảo tiểu bảo đều là như thế số lần đi săn tự nhiên cũng nhiều hơn cũng may hiện giờ hình thể động vật đều đang biến lớn còn biến táo bạo đi săn rất đơn giản dù sao các động vật lại biến lớn biến mạnh, cũng không có nhìn thấy có thế so với hắn mạnh hơn. Nhanh chóng bắt xong, trở về hang động. Đảo mắt, chính là đại biến ngày thứ 15, lúc này, tiến vào vương hổ trong cơ thể linh khí tốc độ, đã chậm đến bò trình độ. Đợi qua nửa đêm khoảng 12 giờ, hoàn toàn dừng lại. Linh khí không hề tự chủ tiến vào trong cơ thể, vương hổ cũng không cảm giác được linh khí tồn tại. Ngay khi hắn cảm thấy thất vọng, đột nhiên, trong đầu vang lên một tiếng trầm đục. Những ngày gần đây, liên tiếp bị đông đảo sự tình trùng kích, trầm trọng lo lắng hắn, lại một lần nữa sửng sốt. Hôm nay chỉ có một chương, hợp đồng đã được gửi đến trang web, cảm ơn đã hỗ trợ. Chương 10 Vũ trụ đồ, nhân loại sức mạnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, hai mắt vô thần, tất cả tư duy ý thức, nhìn hẳn là ở trong đầu hư vô, cảnh tượng vũ trụ mênh mông vô biên kia một màn vô cùng chấn động cùng một đoạn tin tức từ nơi sâu xa biết được làm cho vương hổ hoàn toàn thất thần thật lâu sau mới miễn cưỡng trấn định lại cảm xúc phức tạp khiến hắn có loại xúc động muốn phát tiết ngón tay vàng thật lâu không nói gì nhìn vũ trụ mênh mông này muốn cười rồi lại cười không nổi trong khoảng thời gian ngắn gia đình có linh khí khôi phục tới bàn tay vàng cũng tới tay từng nằm mơ suy nghĩ đều đột nhiên có vẫn là ở hắn tuyệt vọng dưới liên tục nện vào trên người hắn dù là tâm tính ý chí của hai đời đều cảm thấy trùng kích quá lớn cần phát tiết bình tĩnh một chút không phải ảo giác lại qua một lát hẳn là có cao hứng mới chiếm hơn phân nửa cảm xúc bất kể như thế nào có bàn tay vàng đều là chuyện tốt càng nắm chắc ở thế giới này tốt hơn sống sót phối hợp với một đoạn tin tức tối tâm kia tỉ mỉ quan sát ngón tay vàng không biết từ đâu tới của mình. Không có tên, chẳng biết lúc nào liền đến trong đầu hắn, thẳng đến thiên địa linh khí sống lại, nuôi ngược thiên địa vạn vật sau khi kết thúc, mới chính thức hiện ra. Giống như vô biên vô hạn vũ trụ mênh mông cảnh tượng, nhưng không có một viên ngôi sao, chỉ có một viên ảm đạm không ánh sáng điểm sáng tại trung ương vị trí xuất hiện. Trong ý thức, còn có một con số, 0,15. Mặc dù không có giới thiệu, nhưng hắn có thể đoán được nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái này không biết hấp thu vật gì con số đạt tới trình độ nhất định sau đi thắp sáng cái kia điểm sáng mà hiện tại vẫn không thể cho hắn trợ giúp thực chất gì thăm dò hội xác định không có cái khác bỏ sót sau vì cái này ngón tay vàng lấy một cái đơn giản tên vũ trụ đồ ý thức trở lại hiện thực nhìn về phía ngũ khờ khạo cùng đại bảo tiểu bảo bỗng nhiên lòng tin sức mạnh tăng nhiều bàn tay vàng đều có, hắn cũng không tin, còn bảo vệ không được cái nhà này. Yên lặng ra khỏi huyệt động, một là vì đi săn, hai là, linh khí khôi phục sau nuôi ngược kết thúc, hắn muốn nhìn một chút ngoại giới tình huống. Thứ ba, đã có chút nhìn không được, thật sự tò mò vũ trụ độ có thể cho hắn mang đến cái gì, mà đầu tiên chính là nghĩ biện pháp gia tăng con số kia. Ra khỏi hang động không bao lâu, hắn cũng cảm giác được, lúc này một ít động vật, từ hồ càng thêm táo bạo đối với việc này hắn cũng có suy đoán hẳn là linh khí nuôi ngược kết thúc cái loại này tăng cường khoái cảm biến mất để một ít động vật chịu không nổi muốn truy đuổi cho nên mới có thể như thế cái này cũng không khó lý giải liền ngay cả hắn đều bản năng cảm thấy thất vọng huống chi không có trí tuệ động vật bất quá lại táo bạo nhìn thấy vương hổ cái kia dọa người thân hình vẫn là không có ai không hoảng sợ chạy trốn hơn một mét năm tả hữu vai cao không tính cái đuôi 2m7 tả hữu thân dài, thể trọng không rõ ràng lắm, tối thiểu 800 kg. Loại này chúng cộng lại, tại mảnh động vật này hình thể đều gia tăng rất nhiều núi rừng bên trong, vẫn là độc nhất vô nhị bá chủ. Ngay cả Vương Hổ chính mình cũng không biết mình bây giờ thực lực đạt tới trình độ nào, chỉ biết là rất mạnh. Tốc độ so với trước kia cũng tăng lên không ít, cuộc săn rất nhanh kết thúc. Lúc này đây hắn không có mang về huyệt động, mà là trực tiếp há to miệng ăn thẳng đến ăn no, nhìn con số kia, có chút thất vọng, không có biến hóa. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Thế giới loài người, Trung Quốc, vẫn là gian trung tâm nhất phòng họp, bảy vị lão nhân ngồi ngay ngắn, nhìn trong tay báo cáo. Một vị lão nhân mở miệng trịnh trọng nói. Viện nghiên cứu vừa mới xác định, từ 10 ngày trước nửa đêm 12 giờ, cùng loại linh khí nuôi ngược tình huống sau khi kết thúc, 10 ngày qua, linh khí ở trong hư không hàm lượng còn đang không ngừng gia tăng, gia tăng tốc độ rất ổn định, chỉ là muốn so với bắt đầu 15 ngày kia, giảm bớt rất nhiều. Ban thư ký đã bước đầu xác định, chính là linh khí khôi phục. Căn cứ vào các phương diện suy đoán, hàm lượng linh khí không ngừng gia tăng, sẽ tăng lên cực hạn lực lượng mà sinh vật cá thể có thể đạt tới. Sau khi ăn ngược kết thúc, linh khí không chủ động tiến vào thân thể nữa, trước mắt mà nói, động vật sẽ không tăng cường nhanh như vậy nếu như chúng nó không thể tìm được phương pháp hấp thu nhanh chóng lợi dụng linh khí cũng chính là tu luyện tục ngữ nói vậy rất có thể cũng chỉ có thể dùng thời gian đi chậm rãi trưởng thành vì vậy ban thư ký tin rằng trong một thời gian ngắn động vật sẽ ít đe dọa đến con người chúng ta nhưng trước mắt không thể hoàn toàn khẳng định bởi vì thần thoại truyền thuyết có lẽ cũng không phải toàn bộ hư ảo trong động vật có tình huống đặc thù hay không ai cũng không biết đề nghị tiếp tục tăng cường giám sát có kế hoạch, hợp lý thanh trừ một bộ phận động vật trong nước, phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị sẵn sàng trước. Diện tích đại lục đích xác tăng lên, đường kính cho tới bây giờ tăng lên chừng 250 mét, một ngày tăng thêm 10 mét. Phía núi non, diện tích, độ cao đều đang gia tăng, diện tích còn chưa suy tính ra, độ cao trung bình tăng thêm 2 điểm 5 mét, một ngày tăng thêm 10 cm. Phía biển còn chưa kiểm tra ra. Dừng lại một chút, những người khác tiếp tục nhìn tư liệu trong tay, lão nhân tiếp tục nói: Căn cứ điều tra đại khái, tất cả mọi người Hoa quốc chúng ta trong quá trình linh khí nuôi ngược, trình độ tăng cường thân thể bình quân ước chừng là 30%. Trong đó cao nhất là 95%, cao nhất một nhóm toàn bộ là thân thể tố chất vốn là mạnh người. Nhóm yếu nhất là trẻ sơ sinh. Người nước ngoài vẫn chưa chắc chắn, nhưng người da trắng, người da đen nên cao hơn dữ liệu của chúng ta một chút. Linh khí hấp thu lợi dụng phương diện, trước mắt đại khái xác định ba cái phương hướng, một lợi dụng đến khoa học kỹ thuật các phương diện, nhìn xem có thể hay không giải quyết trước kia chúng ta không giải quyết được vấn đề, cùng với nghiên cứu mới hạng mục. Hai là rèn luyện thân thể, trải qua kiểm tra hiện tại, hiệu quả rèn luyện thân thể so với trước kia tốt hơn không ít, nguyên nhân chính là linh khí xuất hiện. Cá thể hô hấp lúc, kỳ thật là có linh khí tiến vào, nhưng là số lượng quá ít, rèn luyện thân thể sẽ gia tăng linh khí tiến vào. Cái thứ ba chính là cổ vũ tu luyện. Đã có người lấy được một bộ phận chú ý thành quả là phương pháp thứ hai rèn luyện thân thể tiến giai thủ đoạn. Viện nghiên cứu đã thu thập được rất nhiều phương pháp tu luyện cổ vũ, đang thông qua thủ đoạn khoa học hợp lý, một lần nữa suy tính ra phương pháp tu luyện tốt hơn. Còn có dị năng giả phương diện, hiện tại chúng ta chính phủ nắm giữ 2836 tên dị năng giả năng lực đa dạng khác nhau. Hẳn là còn có không ít dị năng giả, chúng ta tạm thời không có tìm ra. Bước đầu nghiên cứu, dị năng hẳn là cá nhân thiên phú, giống trong thần thoại thiên phú thần thông, bởi vì linh khí khôi phục, nuôi ngược hạ trực tiếp mở ra. Quy lực sử dụng dị năng là do cường độ tố chất thân thể con người quyết định. Nguồn gốc sức mạnh, chủ yếu là phương diện thể lực của con người, viện nghiên cứu phỏng đoán, muốn những dị năng này quy lực càng ngày càng mạnh, đạt tới trình độ nhất định cuối cùng không thiếu được linh khí như là linh lực pháp lực trong thần thoại truyền thuyết các loại một hơi nói nhiều như vậy lão nhân chậm rãi cuối cùng mới tổng kết chủ yếu nhất mấy phương diện chính là những thứ này tạm thời suy đoán linh khí hồi phục là ảnh hưởng cực lớn hơn nữa rất lâu dài biến hóa chúng ta phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị thanh âm dừng lại lại một lát sau còn lại lão nhân lần lượt buông xuống trong tay tư liệu mọi người còn có ý kiến gì nếu như không có tạm thời như vậy đi vị lão nhân ngồi ở giữa mở miệng nói yên tĩnh mấy giây một vị lão nhân trịnh trọng nói có thể suy đoán nếu như linh khí hàm lượng không ngừng gia tăng cá thể lực lượng khả năng sớm muộn sẽ đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ nội bộ quốc gia chúng ta tạm thời không nói đối với phương diện động vật có hay không có chút buông lỏng mở miệng giới thiệu vị kia lão nhân đáp lại nói cái này thư ký ban cho ra thuyết pháp là hiện tại ổn định mới là trọng yếu nhất cho dù linh khí khôi phục hạ cá thể lực lượng tương lai có thể sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian bởi vì cho dù thiên phú dị bẩm thế nào cũng sẽ bị vây khốn cùng linh khí hàm lượng đương nhiên loại này cá thể lực lượng tăng cường so linh khí khôi phục tốc độ nhanh hơn tình huống hẳn là rất khó xuất hiện mà ở giai đoạn trước bất kể là lợi dụng linh khí gia tăng lực lượng cá thể hay là vũ khí nóng tất cả đều đủ để chúng ta duy trì ưu thế tuyệt đối đối với động vật cho nên hiện tại không đề nghị giết hại động vật trắng trợn nếu không có thể gây ra rất nhiều tranh cãi trong và ngoài nước tuy nhiên vì lý do này họ đề nghị rằng có quá nhiều điều chưa biết ở biển mạnh mẽ và bí ẩn hơn nhiều so với động vật trên đất liền vì vậy họ đề nghị rằng bước xây dựng kinh tế tiếp theo để đề phòng chuyển từ các thành phố ven biển sang nội địa Nghe xong, vị lão nhân đưa ra ý kiến kia trầm tư, gật đầu, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Đoạn tuyệt điều tra thời đại trước thế nào rồi, một vị lão nhân đột nhiên mở miệng. Tìm thư uyển www sinh com những lời này vừa nói ra, còn lại lão nhân trong ánh mắt, rõ ràng càng thêm ngưng trọng. Đoạn tuyệt thời đại, cái này đối với có hơn 3.000 năm lịch sử ghi chép nhân loại, vẫn là một cái thần bí tồn tại. Hiện tại linh khí khôi phục, bất kể là trong dân chúng hay là bọn họ những quốc gia này người cầm lái, đều đem hai cái liên hệ với nhau. Sau khi linh khí phục hồi, quốc gia lập tức tăng cường lực lượng thăm dò điều tra. Lão nhân kể lại thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói: Vẫn là như vậy, không có bất kỳ kết quả thực chất nào, Tần, Hán, Đường, Tống, Minh, quốc gia trong những chuyện ngắn tàn ngôn này đến tột cùng như thế nào, không có kết quả, chỉ có thể suy đoán dân tộc Hán của chúng ta, rất có thể có quan hệ với thời đại Hán kia. Máy móc quốc gia tuy rằng cường đại, nhưng tư liệu đoạn tuyệt thời đại trước quá ít, ít tự hồ căn bản không tồn tại. Các vị lão nhân than nhẹ, cũng không nói thêm gì. Sau đó, lại là một ít vấn đề, thảo luận xong sau, đã là hơn một giờ sau. Tạm thời phương diện lớn, trước hết định ra những thứ này, linh khí khôi phục, cái này rất có thể sẽ là một cái thời đại mới ai cũng không cách nào khẳng định sẽ phát sinh chút gì. Chúng ta cũng phải đồng thời, tùy thời thay đổi, lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể thua bất cứ ai nữa. Lão nhân ngồi ở giữa chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm ổn, âm vang hữu lực. Còn lại lão nhân nhao nhao gật đầu, lần trước thế giới biến cách, hoa quốc thua, thua rất thảm, hao phí vô số nhân mạng, hy sinh mới đuổi theo. Lần này, tuyệt đối không. Chưa đầy hai ngày, Nội các trung tâm quốc gia truyền đạt chính sách, vô số thay đổi, phát sinh trong xã hội nhân loại Trung Quốc. Đông dạng, cũng ảnh hưởng đến thiên nhiên trong lãnh thổ Trung Quốc. Cảm ơn đã ủng hộ, cầu phiếu đề cử, chương thứ ba tôi sửa lại, nhưng vẫn không thông qua thẩm tra, lần sửa tiếp theo cần 48 giờ sau, bất đắc dĩ. Chương 11 Dết tên hỗn đảng kia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window Aspigon Pus, vương hổ thân ở khu vực biên giới đông bắc Trung Quốc tạm thời còn chưa cảm nhận được loại ảnh hưởng này. Bất quá hắn đã có phòng bị cử chỉ. Từ khi linh khí khôi phục bắt đầu, hình thể rất nhanh tăng lớn về sau, hắn liền không tại hắn biết những kia camera hạ trải qua. Dù sao hiện tại linh khí khôi phục, vạn vật đều có cơ hội, ai biết nhân loại sẽ làm cái gì? Ở loại linh khí này hồi phục giai đoạn đầu, nhân loại không hề nghi ngờ khẳng định chiếm cứ tuyệt đối thường phong coi như là bây giờ vương hổ, tuy rằng cường đại, nhưng đối với nhân loại mà nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Để đề phòng, chắc chắn. Thậm chí hắn cũng nghĩ tới, muốn hay không lại hướng phương bắc đi một ít, nơi đó càng thêm ít người lui tới. Hắn hiện tại địa bàn, khoảng cách nhân loại hoạt động thành trấn, cũng không nhiều xa xôi. Nhưng suy nghĩ một chút, lại buông tha. Thứ nhất đại bảo tiểu bảo quá nhỏ, chuyển nhà như vậy không an toàn lắm thứ hai tới gần người rất giống là hắn đời trước cùng một cái quốc gia người hắn có trời sinh hảo cảm càng phương bắc liền không thuộc về cái quốc gia này là người da trắng một quốc gia khác như thế nào hắn không rõ ràng lắm ít nhất quốc gia này còn chú trọng bảo vệ động vật đối với phương diện phòng ngừa sang trọng làm không tệ thứ ba chính là vấn đề lớn nhất càng làm cho hắn cảm thấy đau đầu nhìn thấy lại đi ngủ ngây ngô nhớ tới ánh mắt vừa rồi so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy toàn thân cơ hồ không thể động đậy, đến vừa rồi chỉ là cảm giác được một cổ chột dạ, không có sức mạnh, tiến bộ đã phi thường lớn. Nhưng hắn vẫn là khẩn trương, linh khí nuôi ngược đi qua 10 ngày, 10 ngày qua, ngày ngô tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Ngủ tỉnh lại, ngoại trừ ăn cơm cùng với một ít dị thường bên ngoài, cơ hồ chính là ngẩn người, ánh mắt vô thần, ai cũng không để ý tới. Cứ như vậy, hắn muốn đi phương Bắc cũng không có biện pháp. Ngoài ra, những nơi khác cũng không có gì thay đổi. Tuy rằng không cảm giác được linh khí, nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Hổ hắn có thể nhận thấy được, hắn vẫn có thể tiếp tục tăng cường, chỉ là tốc độ này rất chậm. So với lúc trước hắn tự nhiên trưởng thành, càng chậm hơn nhiều. Thời gian hai tiểu tử kia quá ngắn, hắn còn không phát hiện được biến hóa gì. Một điểm khác, 10 ngày nay hắn thông qua đủ loại kiểm tra, cũng không tìm được phương pháp gia tăng con số kia chỉ sau nửa đêm mỗi ngày, nó sẽ tăng 0,01, đến nay đã là 0,25. Đó là, một ngày tăng 0,01, cố định. Muốn đạt tới một, còn cần 75 ngày, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ. than nhẹ một tiếng, nhìn hai cái tiểu tử cũng ăn no về sau, bắt đầu đối diện trước thịt hưu ăn như hổ đói. Con hưu này theo vương hổ suy đoán, phỏng chừng chừng 400 cân, thịt hơn 200 cân. Ngay ngô ăn hơn 30 cân đi ngủ đại bảo tiểu bảo ăn có thể xem nhẹ không đáng kể. Còn lại, không bao lâu, đã bị vương hổ ăn sạch. Sức ăn của hắn so với dĩ vãng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi lần hắn đều ăn nhiều, ăn đến no bụng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại linh khí khôi phục, sinh vật rất hiển nhiên có thể mượn linh khí đánh vỡ cực hạn. Hắn tạm thời không biết làm sao hấp thu lợi dụng linh khí, vũ trụ đồ cũng tạm thời không dùng được, hắn cũng chỉ có thể dùng chút biện pháp ngu ngốc tỷ như ăn, ăn nhiều hẳn là có chút hữu dụng đi. Ăn xong, thu dọn tàn cục một chút, bắt đầu rèn luyện bên ngoài huyệt động này. Phương pháp là chính hắn sáng tạo, không ngừng dùng chưởng sợ đánh cây cối, dùng tốc độ cực hạn xung phong, rèn luyện năng lực leo cây, rèn luyện năng lực nhảy nhót vân vân. Khi còn bé, hắn đã bắt đầu rèn luyện như vậy, khi đó vì cường đại, tự bảo vệ mình. Sau này hoàn toàn trưởng thành lên về sau, liền dần dần hoang phế bởi vì dù sao không có động vật là đối thủ của hắn linh khí hồi phục hy vọng giáng lâm hắn liền đem những thứ này nhặt lên ăn nhiều kết hợp với tập thể dục liên tục ông tin rằng còn hơn là không làm tốt hắn đang rèn luyện hai cái ăn no tiểu gia hỏa tinh lực tràn đầy ngay tại bên cạnh chơi đùa vương hổ cũng không để ý tới bọn họ ở ngoài động chỉ cần không rời đi tầm mắt của hắn là được rèn luyện mệt mỏi nghỉ ngơi một chút tiếp tục rèn luyện cảm giác kém không nhiều lắm chờ hai tiểu tử kia ngủ hắn liền đi ra ngoài săn bắn tiếp tục ăn mấy ngày nay hắn đều tới như vậy đảo mắt lại là một tháng trôi qua không ngừng cố gắng hạ vương hổ vai cao chênh lệch không nhiều lắm nhanh đến một mét sáu tả hữu tự giác lại mạnh hơn một ít hai tiểu tử kia cũng trưởng thành không ít thân thể cường tráng khỏe mạnh kháu khỉnh tinh lực tràn đầy ngốc nghếch vẫn như vậy đêm hôm đó vương hổ theo thường lệ đi săn trong huyệt động khờ khạo cùng hai tiểu tử kia ngủ đột nhiên thân thể khờ khạo đang ngủ khẽ động một đôi mắt hổ chậm rãi mở ra trong nháy mắt hang động tối tâm tựa hồ sáng lên sông hổ trong mắt không còn là không có cảm xúc mà là một cổ khí phách tựa hồ đem hết thảy đều dẫm ở dưới lòng bàn chân cao quý không cần đi phân tích chỉ cần vừa nhìn liên tự nhiên có loại cảm giác này. Nhưng mà sau một khắc, khí phách, cảm giác cao quý biến mất, biến thành ngây ngốc. Tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía hai thân thể nho nhỏ đang ngủ bên cạnh cô. mắt hổ mở to nhất, sững sờ mấy hơi thở, trong nháy mắt, toàn bộ biến thành nóng nảy, khó có thể tiếp nhận. thân thể nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi huyệt động, thuần thục đi tới một cái trên sườn núi, rốt cuộc nhìn không được. hống cái loại tiếng gầm áp lực tới cực điểm này vang lên, phẫn nộ, khó có thể tin, cảm xúc phức tạp liên tiếp xuất hiện. Thô nặng mấy cái hô hấp sau, giống như tinh khí thần đều tiết đi hơn phân nửa, quay đầu, mắt hổ hướng huyệt động, vô cùng phức tạp. Bản tôn, lại cùng nhất phàm hổ có hai tử. Hống. Nghĩ đến đây, cảm xúc phiền não liền không khống chế được, khẽ rống lên thành tiếng. Càng nhớ tới một màn ngày đó mình bị cưỡng ép, trong lửa giận, sát ý lẫm liệt. Thằng khốn, mày đáng chết. Phanh. Một cái tác hung hăng đập trên mặt đất trước mặt, sát ý càng mãnh liệt cuồng cuồng. Bản tôn thế muốn giết ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, thụ hổ tộc ta tàn nhẫn nhất hình pháp một ngàn lần, không, một vạn lần, mười vạn lần. Hống. Phát tiết trống lên, nặng nề thở dốc. Đột nhiên, lỗ tai nàng khẽ động, thân thể cứng nhắc ngao ô ngao ô trong huyệt động thanh âm lo lắng mang theo tiếng trẻ con vang lên còn mang theo một loại e ngại kinh hoảng hai mắt nàng run rẩy lại run rẩy thân thể đều run lên mấy giây sau hít sâu một hơi vẫn đi vào trong huyệt động đi tới cửa hang động liền thấy hai tiểu gia hỏa lo lắng tiếng kêu biến thành vui sướng hướng nàng chạy tới dính chặt chân trước của nàng không ngừng ngao ô ngao ô kêu mắt hổ lần nữa ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hai tiểu gia hỏa, phiền não, lửa giận đều biến mất không thấy, một loại phức tạp bên trong mang theo mới lạ, cùng nói không nên lời cảm xúc hiện lên. Không kìm lòng được nâng hổ trưởng lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu đại bảo, lại xoa xoa đầu tiểu bảo, một chút ôn nhu thoáng hiện. Khẽ cắn môi, đè xuống hiện tại liền đi tìm tên hỗn đảng kia, dết hắn xúc động, để hai cái tiểu gia hỏa đi theo nàng đến trong huyệt động tiếp tục ngủ rất nhanh ở dưới ánh mắt của nàng hai cái vốn là bị mạnh mẽ đánh thức tiểu gia hỏa ngủ thiếp đi ngơ ngác nhìn một hồi tâm tư không khỏi trở lại trước kia một chút thương cảm dâng lên đây chính là cảm thụ năm đó phụ đế mẫu hậu liều chết cũng muốn bảo vệ ta sao phụ đế mẫu hậu bạch quân cũng có hai tử mặc dù mặc dù lại là một cổ sát ý dâng lên mấy giây sau mới bình ổn lại mặc kệ như thế nào bọn họ đều là con của ta ta cũng sẽ giống như các ngươi hảo hảo bảo vệ bọn họ một vòng ôn nhu tươi cười từ trong hai mắt xuất hiện nhìn hai tiểu gia hỏa đang ngủ lại một lát sau đứng dậy hai bàn tay hướng về phía trước chạm đất tiền thân cúi xuống chi sau hơi cong miệng hổ khẽ trương sau mấy hơi thở hô hấp của nàng tựa hồ liền trở nên có quy luật khi thì dài khi thì ngắn ước chừng nửa giờ sau thu động tác lại trong ánh mắt có chút bất mãn. Chung quy là phạm hổ thân thể, phương pháp tu luyện cũng chưa từng tiếp xúc qua, linh khí cũng không sung túc. Trong lòng khẽ thở dài, lại bình ổn cảm xúc. Cũng may, năm đó ghi nhớ tất cả pháp quyết trong tộc, phương pháp tu luyện phạm hổ tầng dưới chót này cũng nhớ, nếu không, nhất thời thật đúng là không có phương pháp tu luyện thích hợp. Dựa theo hiện tại linh khí trình độ, trong vòng 5 năm, kém không nhiều lắm cũng đủ đạt tới lột xác chi cảnh cũng chỉ có thể đạt tới lột xác chi cảnh liền không cách nào tiến thêm bất quá phương thế giới này linh khí sống lại linh khí đang không ngừng dâng lên thời gian nhất định sẽ rút ngắn hạn mức cao nhất cũng chắc chắn đề cao chỉ là một vòng lo lắng xuất hiện cuối cùng là tiểu thế giới cho dù là linh khí khôi phục lại có thể đạt tới trình độ nào nếu như không khôi phục được cảnh giới thứ bảy chỉ sợ cuối cùng khó có thể trở lại trong tộc bản tôn đột phá thất bại tìm thư uyển thời gian ngắn còn tốt, một thời gian sau bị kẻ thù bên ngoài biết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lông mày nhíu lại, phiền não tái hiện, sau một khắc, toàn bộ chuyển dời đến thân ảnh kia. Hỗn đảng, bản tôn nhất định sẽ hồn phi phách tán ngươi. Đang hận, đột nhiên, hai tay khẽ động, cũng ngửi được mùi quen thuộc kia. Sát ý hung hăng dâng lên, một cổ khí phách, cao quý phóng ra, hai mắt lạnh như băng trừng về phía góc huyệt động. Hai giây sau, một đạo thân ảnh chạy chậm tiến đến, vừa qua góc trẻ, thân thể chính là dừng lại, tự như cứng ngắc trụ. Vương hổ đêm nay vận khí không tệ, bắt được một con hưu ít nhất hơn 400 kg, tâm tình tự nhiên cũng rất tốt, đem xác hưu đặt ở ngoài động, bước chân nhẹ nhàng đi vào huyệt động, chuẩn bị gọi vợ con ra ngoài ăn cơm. Vừa qua khúc cua, đột nhiên, ánh mắt đã có chút quen thuộc buông xuống, thân thể nhất thời cứng đờ, hai mắt nhìn lại. Lập tức, trong lòng giật mình. Không giống như trước kia, càng thêm bá đạo, cao quý. Quan trọng hơn là lạnh hơn, lạnh đến kỳ lạ, ý tứ đó hình như là muốn giết y. Sững sờ nhìn lão bà nhà mình, phản phất đã hoàn toàn thay đổi một dạng, cái loại bá đạo, cao quý này như là thoát ly phàm tục, cũng càng xinh đẹp. Nháy mắt mấy cái, khẩn trương bất an, một trận chột dạ không hiểu, lại nghi hoặc khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại muốn giết hắn? Đang chuẩn bị ôn nhu rống một tiếng, chỉ thấy đại bảo tiểu bảo ngay ngô liếc mắt ngủ, từ bên cạnh hắn chạy qua hướng ngoài động mà đi. Vương hổ sửng sốt, liền câu mày đi theo ra ngoài, mặc kệ như thế nào, đều là muốn biết rõ ràng. Cảm ơn đã ủng hộ, chương thứ ba bị che đậy, tôi sẽ đưa vào bình luận sách, mọi người có thể xem. Ngoại ngữ Cảm tạ Vương Phi Long đồng chí khen thưởng 500 khởi điểm tệ trở thành quyển sách cái thứ nhất phan cảm ơn